Xin chào mừng tất cả quý vị khán giả đang cùng đến với Tâm Tình Phái Đẹp. Quý vị thân mến, ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng đến với một chủ đề mà Long Hoàng nghĩ rằng với cái chủ đề này thì tất cả các chị em ai cũng đều thích cả. Một cái chủ đề mà khi chúng ta nhắc đến cái tên này thôi là chúng ta đã có rất là nhiều cảm xúc, rất là nhiều câu chuyện và rất là nhiều điều muốn chia sẻ với nhau. Ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng gặp gỡ lại một cô gái rất xinh đẹp, thông minh, là một người sở hữu một cái channel riêng rất ấn tượng mà vừa rồi tôi biết là cô ấy vừa giành được nút bạc. Mà tôi biết góp phần cho cái thành công đạt được cái nút bạc đó là những câu chuyện liên quan đến chủ đề ngày hôm nay. Với chủ đề người yêu cũ, xin giới thiệu Thiều Thanh Yến. Chào mừng quý khán giả của Tâm Tình Phái Đẹp. Mình là Thiều Thanh Yến, mình đến từ Bay Ổ Quyến. Thật ra là câu chuyện mà người yêu cũ là cái câu chuyện chia sẻ với quý vị khán giả, đó là cái câu chuyện mà nói bao nhiêu đi chăng nữa, nói nhiều như thế nào đi chăng nữa thì nói hoài, nói mãi vẫn không có hết được. Tại vì người yêu cũ là một trong những cái đối tượng mà đáng sợ, đáng gờm. Mình có thể khai thác từ ngày này qua tháng nọ. Có phải nó nói là mình có thể ngồi để nói chuyện cả ngày, cả đêm, thức từ hôm này tới hôm khác, hôm sau, hôm kia mà vẫn không thể nào hết được. Thế thì trước tiên là về tâm lý của chị em đi. Với một người làm video up lên YouTube như là cô Yến đây, về những cái video về người yêu cũ của Yến thì luôn được thu hút nhiều hơn. Thế thì Yến nghĩ là tại sao chủ đề người yêu cũ lại được thu hút như vậy? Tại vì thế này. Nếu mà nói về người yêu mới thì chẳng khác nào mình khoe. Nhưng mà vốn dĩ là để đi qua một cái chuyện tình á, không phải ai cũng có thể có liền một cái người yêu mới. Bản chất của con người á là bị ăn mày quá khứ. Mình hay ngồi tỉ mỉ nhớ lại những cái kỷ niệm. Lúc mà mình kết thúc thì mình không có nhớ chuyện buồn đâu. Mình không nhớ người ta từng làm sai với mình cái gì đâu. Mình chỉ nhớ là người ta từng tốt với mình như thế nào. Mình chỉ nhớ là mình đã trân trọng nó như thế nào. Và mình đã chỉ nhớ là ngày xưa mình đã từng vui như thế nào. Vậy cho nên là mình cứ ăn mày quá khứ. Mình cứ nhớ hoài. Cho nên là mỗi khi mà mình nhắc tới người yêu cũ, hay là có một cái video là nói về người yêu cũ á, mình coi kiểu như mình nghĩ là trời đất ơi, cái video đó dành cho mình hả? Sao cái câu chuyện nó giống với mình quá vậy? Cái nội dung đó, ủa viết cho mình hả? Ủa sao chị biết của em vậy? Kiểu như vậy. Thật ra là với người yêu cũ á, thì hầu như tất cả mọi người yêu mà chắc chắn là mọi người sẽ yêu khác nhau, cảm xúc khác nhau. Nhưng mà những cái câu chuyện và những cái cung bậc của cảm xúc á, chắc chắn là nó sẽ giống nhau. Cho nên là mỗi khi nhắc tới là chị em kiểu cuống cuồng lên, bởi vì đã tìm được cái người đồng cảm cho mình, kiểu vậy. Nghe cái chữ ăn mày quá khứ nghe thấy nó căng thẳng quá. Nghe cái gì đó đói khát thì cái gì đó cũng cần có sự sẻ chia đến từ phía người yêu cũ, đúng không? Thật ra nó đúng á mọi người. Nếu mà nói là ăn mày quá khứ là chính xác. Tại vì như thế này, lúc mà cái cảm giác mà trong lúc yêu á, sẽ có những cái mối tình mà mình dù đã kết thúc rồi á, mình biết là chắc chắn nó sẽ kết thúc thôi. Tụi mình sẽ không đi tới đâu đâu. Nhưng mà cái cảm giác về những cái kỷ niệm cũ, cái câu chuyện mà mình với người ta đã từng đi qua làm cho mình nhớ. Tình yêu là cảm xúc mà mọi người. Cho nên là những cái cảm xúc mà mình từng đi qua mình không có quên được. Và tại vì mình không có tìm được cái cảm xúc đó lại, tại vì cái câu chuyện nó không có thể trở lại được. Tại vì nếu nó trở lại thì mình đâu có kết thúc với người ta. Cho nên là mình ăn mày là đúng luôn á. Kiểu mình rất là khao khát được tìm lại, khao khát được nhìn thấy, khao khát được trải qua một lần nữa. Nhưng mà hết rồi. Đó, cho nên là đúng là đói khát, đúng là thèm khát và đúng là khao khát để có được cái cảm giác đó luôn. Thế thì tại sao mà khi những người phụ nữ khi họ yêu ấy, lúc khi yêu thì họ thường quan tâm đến những chuyện mà trách móc, thường vạch lá tìm sâu, thường trách móc người yêu của mình rất nhiều. Nhưng mà sau khi hết yêu rồi họ lại nhớ về những kỷ niệm đẹp. Nó ngược lại so với cảm giác khi yêu. À, cái cảm giác mà trách móc á, không phải trách thiệt. Thiệt, anh nào mà tâm lý là sẽ biết được là người yêu mình không có trách thiệt. Kiểu như là anh không thương em, thật ra là đang chỉ muốn nói là nhấn mạnh với người yêu là giờ anh nói với tôi anh thương em đi, là kiểu mình sẽ mừng húm lên. Hoặc là một cái ngày nào đó mặc cái một bộ đồ thiệt là đẹp, make up thiệt đẹp, trời ơi, người yêu mình mở miệng ra hôm nay em xinh quá, thì kiểu gì cũng sẽ dậy nảy lên. Ủa bình thường anh nói em không xinh hả? Tại vì bản tính con gái là thích ương bướng, thích cái kiểu nhõng nhẽo, thích cái kiểu được người yêu chiều chuộng và quan tâm. Mà bản chất á, là Long Hoàng phải biết á, là khi mà mình tác động vào người ta nhiều và khi mà mình làm cái gì đó để người ta chú ý mình nhiều á, thì mình cảm thấy là mình được quan tâm nhiều hơn. Đó là lý do tại sao mà con gái mỗi khi yêu hay trách móc, anh không thương em hả? Sao hôm nay anh không nói gì với em hết vậy? Sao hôm nay anh nhắn tin trễ hơn vậy? Sao hôm nay em không thấy anh hỏi han hay quan tâm em câu nào? Sao hôm nay anh nói chuyện đơn giản nhạt quá vậy? Sao lâu rồi anh không ngôn tình với em? Ủa sao lâu rồi anh không sến sẩm với em? Ủa lâu quá bộ phim này sao anh không rủ em đi coi? Ủa anh kiểu rất là nhiều thứ. Chẳng qua chỉ là cổ muốn là người yêu của mình thể hiện với cổ là anh rất là yêu em, chỉ đơn giản vậy thôi. Thật ra là con gái cảm nhận được là người yêu của mình có yêu mình hay không, có thương mình hay không. Nhưng mà cơ bản cổ vẫn muốn người yêu mình phải nói với cổ là anh yêu em nhiều lắm.
Cho nên là đơn giản chỉ là một câu buổi tối trước khi mình đi ngủ, thay vì mình chúc ngủ ngon thì mình chúc đi, xong rồi mình nói một câu là yêu em, đơn giản là vậy thôi. Thì mình sẽ làm cho cái mối tình của mình nó ngọt ngào hoài, làm cho cái người con gái của mình người ta không có kiểu thắc mắc hoài. Mà thật ra mấy cô gái cần có bao nhiêu đó hả? Mà tại vì mấy anh nó lúc nào cũng kiểu là tôi không có lãng mạn được, tôi không có ga lăng được, tôi khô cứng gì đó, là tại mấy anh đó, phải tại mấy bạn nữ đâu, đúng không? Tại vì người ta thường nói là con gái yêu bằng tay, mà các anh lại thích là mình muốn hành động nhiều hơn. Ừ. Tại vì sợ là nó thùng rỗng kêu to, nói quá thì bước không qua đấy, nên thường các anh sẽ như thế. Nhưng mà nói qua rồi cũng nói lại, ngày hôm nay á, chọn cái chủ đề người yêu cũ mà chọn vô yến vô y như là vào ổ vậy đó. Cô gái này có rất nhiều cảm xúc về người yêu cũ. Vậy thì trước tiên Nam sẽ hỏi về cái số lượng video của Yến nhé. Bây giờ Yến thử thống kê lại tổng số video hiện tại của mình, thì mình có khoảng bao nhiêu video clip nói về người yêu cũ? Video clip nói về người yêu cũ hằng hà xa số. Yến nhớ là cứ mỗi lần mình bật máy quay lên, mình chỉ cần nhắc hai từ thôi, anh à, là bắt đầu một cái câu chuyện cho người yêu cũ. Thế thì có một câu hỏi hơi nhạy cảm một chút, đó là Yến có dám chia sẻ về số lượng người yêu cũ của mình không? Chia sẻ về số lượng người yêu cũ? À, thật ra là Yến nghĩ như vậy nè. À, số lượng người yêu cũ bao nhiêu cũng quan trọng. Quan trọng là mình đã từng yêu như thế nào và yêu ra sao. Tại vì tình yêu là vốn dĩ là thứ không thể so sánh, không thể đối chứng và không thể thể hiện được bằng thời gian yêu. Cũng không thể thể hiện bằng thời lượng yêu. Nghĩa là yêu bao lâu, yêu bao xa, yêu bao nhiêu người. Mà nó quan trọng là mình đã yêu như thế nào. Bây giờ bạn kể một cái câu chuyện. Ví dụ Yến nói Yến có từng có vài chục người yêu. Nhưng mà sau vài chục người yêu thì tối về cũng nằm không. Đó, lắm mối tối nằm không. Tối về mình vẫn cảm thấy mình có một mình thôi. Sau bao nhiêu mối tình mình vẫn không tìm được ai có thể chia sẻ với mình hết. Sau bao nhiêu người đi qua cuộc đời mình cũng không tìm được ai có thể thấu hiểu mình hết. Không tìm được một người mà mình có thể nói mọi thứ với người ta. Không tìm được một người mà đôi khi mình không nói gì, người ta cũng biết là mình đang vui hay đang buồn. Vậy thì mình kể ở đây để làm cái gì? Yến chỉ thấy là người yêu cũ bao nhiêu không có quan trọng. Quan trọng là mình đã từng yêu như thế nào và yêu ra sao. Mình tìm được một cái người, ngay cả bạn chỉ có một mối tình thôi, bạn kết thúc nó. Nhưng mà sau khi kết thúc á, bạn ray rứt hoài, bạn nhớ hoài, bạn không có quên được. Và vì một cái lý do nào đó nên bạn phải dừng lại. Thì cái người đó cứ nằm mãi trong tâm trí của bạn nè. Có những cái câu chuyện mà trên sách vở cũng có, và ở ngoài đời em cũng gặp. Có người đã 60 tuổi, 70 tuổi, dù đã có con, có cháu, đàn đàn lớp lớp, nhưng mà người ta trong đầu người ta có nhớ mãi có một cái người thôi. Là cái người năm xưa mà người đó với lại người ta đã từng kết thúc á. Thì nếu mà mình đã từng có một cái tình yêu đẹp ở trong quá khứ, mãi làm cho mình không thể nhớ, không thể quên được, và mỗi lần nhắc về tim mình nhói lên, thì nó thật đẹp. Còn nếu mà mình kể ra, chẳng khác nào mình chứng tỏ mình là một đứa rất trẻ trâu, ra đường thể hiện với mọi người là trời ơi, tình yêu hả? Tao có nhiều lắm. Trời nhiều lắm, trời ơi, bao nhiêu bồ cho hết. Thật ra cái đó giống như là cởi ngựa xem hoa vậy đó. Nhiều để làm gì nhưng mà không có chất lượng. Đó. Rồi, Long nhắc tới cái câu hỏi đó tại vì vấn đề như thế này. Có nhiều cô gái bị đánh giá một thang đo về phẩm hạnh của mình dựa trên các số lượng người yêu cũ mà cô ấy từng có. Thế thì Yến nghĩ thế nào về vấn đề này? Đánh giá một cái cô gái sau khi cổ yêu nhiều người á, chẳng khác nào mình đánh giá nhân phẩm của một người, tính cách của một người thông qua vẻ bề ngoài hết. Yến thấy nó vừa ấu trĩ, vừa nông cạn, vừa hạn hẹp và thiếu kiến thức á. Vậy thì theo Long Hoàng nghĩ đi, nhiều là bao nhiêu? Từ số 2 là mình từ 2 trở lên mình đã xính nhiều rồi đúng không? Nhưng mà trong khi đó người ta đi qua nhiều cuộc tình đó mọi người. Đôi khi không phải là vì người ta muốn yêu nhiều đâu. Mọi người có biết là yêu nhiều nó không sung sướng gì đâu. Trước khi Yến kể chuyện này, trước khi Yến nói về cái vấn đề này, Yến kể cho mọi người nghe một câu chuyện từ phía của Yến. Yến vốn dĩ có một chút xíu vấn đề về thể chất, cho nên là Yến rất dễ quên, siêu dễ quên luôn. Đôi khi mình đi ra đi vô mình không biết mình đang làm cái gì, rồi mình làm cái hành động này xong cái mình đi đến trước cái mình không nhớ là mình mới vừa làm cái gì, hoặc là mình nói chuyện một hồi á, đôi lúc bạn sẽ thấy Yến đang nói chuyện và Yến bị khựng lại tại vì Yến bị quên tạm thời đến nỗi như vậy luôn. Nhưng có một thứ Yến không có quên được dù mình rất là cố. Đố Long Hoàng là cái gì? Người yêu cũ. Không, người yêu cũ Yến vẫn quên. Wow. Nhưng có một cái cảm giác Yến không quên được, đó là cảm giác khi mình kết thúc tình yêu của mình. Cái cảm giác mà mình nhìn thứ mình trân trọng, nhìn cái người mà mình trân trọng, nhìn những cái thứ mà mình đã cố gắng để mình tạo nên á, những cái thứ mà mình từng ngày một mình vun đắp cho nó kết thúc, và mình đứng đó bất lực nhìn nó rơi, nó mất đi, nó vỡ ra, và nhìn người mà mình từng rất thương bỏ mình đi. Nó nếu mà dùng từ đau thì nó không phù hợp, nếu mà nói buồn thì nó không đủ, nó đúng từ là tuyệt vọng.
Và cái cảm giác đó nếu mà dùng sách vở tả thì tả hoài, không biết phải dùng từ nào. Cảm giác là mỗi lần mình nhắc tới cái kiểu là nhìn mọi thứ nó mất đi và mình đưa tay ra kéo nhưng nó không về được á. Mình làm mọi thứ vẫn không giữ được. Nó nhói trong tim mình lắm. Đó là cái cảm giác mà Yến không có quên được. Cho nên là khi mà bắt đầu với một cái người mới á, thì việc đầu tiên làm cho tụi con gái mình sợ là sợ cái cảm giác khi người ta bỏ mình mà đi. Cho nên là nếu mà nói là người ta bắt đầu với nhiều người, thật ra là tại vì người ta chỉ muốn tìm thấy cho mình một cái người phù hợp hơn với cuộc đời mình thôi. Tìm thấy cho mình một cái người bạn hơn cả tri kỷ, để mình có thể ngồi với nhau, để mình có thể yêu thương nhau, để mình có thể hy sinh và chia sẻ về nhau. Thật ra cái căn cớ mà đánh giá một cái người con gái sau khi qua nhiều mối tình á, nó cũng có cơ sở một chút xíu. Đó là những cái cô gái mà người ta bắt đầu một cái mối quan hệ trong sự tính toán. Ví dụ giống như là ê, cổ cần tiền và anh người yêu đó cần tình, thì hai người ngã giá với nhau, em cho anh tình thì anh cho em tiền. Đó là một cái, đó không phải là yêu mọi người, cái đó là một cái cuộc ngã giá và đó là một cái công cuộc buôn bán làm ăn kinh tế, mà kinh tế là phải kê tính. Tới thời điểm là bây giờ anh hết tiền thì thôi tôi kéo tình tôi về, tôi đi kiếm người khác, thì cái đó mình không gọi là yêu. Thì đúng là những cái cô gái đó thì mình không tính tới được. Nhưng mà nếu mà nói một cái người con gái thật lòng đi tìm tình yêu, tìm cho mình một cái người phù hợp, tìm cho mình một cái người chung thủy, hợp với mình, hợp với bản thân mình, để mình có thể yêu thương, để mình có thể chia sẻ, và người ta cũng y chang như vậy với mình, mà đánh giá người ta là không ra gì, là hư hỏng, ấu trị hết sức tưởng tượng. Như vậy là quá đáng lắm luôn á. Thật sự, ai mà không mong được hạnh phúc đúng không? Ai mà không mong tìm được người có thể chia sẻ với mình. Tại vì đâu phải lúc nào mình cũng vui vẻ hoài được, đâu phải lúc nào mình cũng hạnh phúc hoài được. Cho nên là người ta đang trên cái hành trình đi tìm kiếm thôi, mà đánh giá người ta thế này thế kia, siêu ấu trĩ, vậy thôi. Người ta nói thuộc là thuộc về ký ức của con người được chia làm hai loại. Một loại là ký ức về tâm trí, một loại là ký ức về cảm xúc. Mà cái ký ức mà khó quên nhất là ký ức về cảm xúc. Tại vì cứ mỗi lần nhắc tới cảm xúc là tự nhiên cơ thể mình nó sẽ tự động phản ứng lại một cái cảm xúc tương tự như vậy, mà khiến cho mọi người nhói đau. Đó là nguyên nhân tại sao mỗi khi nhắc tới người yêu cũ, chỉ cần đơn giản nghe đến chủ đề người yêu cũ là ai cũng tự nhiên thấy đau rồi, thấy có đau để có thể cùng đồng cảm rồi. Bạn phải hiểu là như vậy nè, người yêu cũ không xuất hiện trong câu chuyện, không xuất hiện trên bộ phim để mình mỗi lần mình muốn coi hay mình muốn nhớ mình có thể bật lên, hoặc là mình không muốn nhớ tới nữa mình đóng lại, mình tắt đi và mình cất vào một cái ngăn nào đó. Mà người yêu cũ xuất hiện trong cái nắm tay thì sao mình bỏ cái tay của mình được? Đôi khi mình nhìn cái tay của mình thôi mình cũng nhớ lại cái cảm giác mà mình từng nắm tay. Thật ra mình lấy tay phải, mình nắm tay trái á, nó khác với mình nắm tay cái người mình thương lắm. Rồi nó xuất hiện trong con đường, không thể nào mỗi ngày mình đi ngang con đường đó, và cái con đường đó mình với người ta ngày xưa cùng đi chung, bây giờ sao mình quên được? Mình đổi tên đường mình cũng không quên được. Hay chỉ đơn giản thôi, nó chỉ là một cái cảm xúc lúc mình nhìn thấy người ta thôi. Bây giờ mình bắt đầu với người mới nhưng mình không tìm được cái cảm giác đó. Mình không có tìm được cái cảm giác lúc mà mình nhìn người yêu cũ của mình. Cái người mới này không có cho mình cảm giác đó thì mình cũng không yêu thương được, mình cũng cứ dây dứt hoài. Thật ra là mọi người phải biết á, là khi mình bắt đầu, và những cái cô gái mà càng có nhiều mối tình á, sẽ là những cái người càng về sau càng khó tìm được cái người đồng cảm. Tại vì cổ đã từng trước đó đã tìm được những cái người khác rồi, và những cái người đó cho họ có quá nhiều cảm giác đi. Cho nên cái người mới sau này á, thứ nhất là không đáp ứng được những cái cảm giác đó, thứ hai là nó sẽ xuất hiện sự so sánh. Đó, xuất hiện sự so sánh là tại sao anh không như thế này, tại sao anh không như thế kia, tại sao anh không làm cái này, không làm thế kia. Rồi đó mình lại bắt đầu kiểu là chơi vơi và không có cảm thấy mình bị trống trải. Cho nên là phải thông cảm và thấu hiểu cho những cái cô gái mà người ta đã yêu nhiều mà vẫn không có tìm được. Ai cũng mong muốn có một bến đỗ hết mọi người. Con thuyền nào chèo trống mãi thì cũng cảm thấy bị mệt và cảm thấy lạc lõng. Ai cũng muốn tìm bến đỗ hết. Chỉ là người ta chưa thấy ai phù hợp và chưa tìm được cái bến đỗ nào an toàn và tốt nhất. Trong tình yêu á, cái cảm giác quan trọng nhất của con gái á, là cái cảm giác gia đình. Và cảm giác thứ hai mà con gái rất cần á, đó là cảm giác được che chở. Long Hoàng hay Yến cá tính không? Yến nghĩ là Yến rất cá tính so với những bạn nữ trên lứa hoặc là đồng lứa. So với những cô gái mà được các anh chàng đều đi, cô gái này đạp xe đi các bạn ạ. Đạp xe đạp đi. Đó, rồi Yến cũng có đi xuyên Việt một mình nữa. Trên bộ áo dài của mình, có nghĩa là Yến cảm thấy Yến rất là cá tính. Nhưng mà trên hết, hầu hết những cái cô gái tồn tại ở trên thế giới này, người ta luôn muốn người ta được chia sẻ, được che chở. Tìm được một cái người đàn ông để mình có thể yếu mềm đi, tìm được một cái người đàn ông để mình có thể nũng nịu, nó sẽ rất là khó, nó sẽ rất là dễ với những cái bạn nữ bình thường hay bánh bèo. Nhưng mà với những cái cô nàng cá tính á, thì để người ta có thể là bản thân mình, để người ta có thể trở về nguyên bản của mình, là một cái người con gái yếu đuối, mỏng manh,
rồi nhõm nhẽo, được chiều chuộng, nó sẽ rất khó nếu mà người ta không tìm thấy người phù hợp và không tìm thấy một cái người an tâm. Yến có một cái nguyên tắc sống rất là bình thường thôi, miễn thấy là rất là nhiều bạn nữ quên mất, đó là luôn chủ động trong mọi thứ. Thứ nhất, nếu mà Yến thích ai thì Yến sẽ lên tiếng. Yến sẽ tìm cách để cho người ta biết là Yến đang có bật đèn xanh rồi đó. Yến đang bật đèn xanh và Yến đang thích người đó, em thích anh rồi đó. Nhưng mà mãi người ta không nói thì không thể nào mình đợi người ta nói được. Lỡ người ta không nói rồi sao? Mình ế tiếp nha. Không, Yến sẽ chủ động là ừ, em có cảm tình với anh. Ừ, anh có thể cùng em đi tiếp cái hành trình tiếp theo không? Nhưng mà cơ bản một việc nữa là khi mình bắt đầu cái hành trình với một cái người yêu rồi á, thì mình cần san sẻ với người ta. Tuy nhiên rất là nhiều bạn nữ, người ta chỉ muốn nhận thôi mà không muốn cho đi. Xong rồi sau đó khi mà lỡ cái người yêu của người ta thay đổi một tí xíu hoặc là người ta bỏ đi á, thì cái người bạn gái á, người ta cảm thấy là không còn chỗ dựa nữa, không còn được che chở, không còn được bảo bọc nữa. Thế là bị hụt chân, bị chơi vơi. Cho nên là để mà mình có thể tốt hơn, để mình có thể này yêu thương bản thân mình hơn, và để mình có thể không có bị quá hụt hẫng khi người yêu của mình bỏ đi á, thì tốt nhất là hãy chủ động trong mọi thứ. Đi ăn, phần ăn đó 100.000 thì hãy share với người yêu của mình, không phải toàn bộ, nhưng lâu lâu hãy nói với người yêu mình là hôm nay em có lương, hôm nay em có tiền, hôm nay em sẽ đãi anh, kiểu như vậy. Tụi mình cần làm mối quan hệ của mình trước khi người yêu của mình biến thành người yêu cũ đó. Người ta thường nói là cảm xúc mà con gái dành cho người yêu đầu tiên luôn là cảm xúc nhiều nhất, và sau cái cảm xúc đó xong, nếu như họ bị đổ vỡ thì sau đó họ sẽ quay trở lại để yêu bản thân mình. Và khi họ yêu bản thân mình thì có tội cho những chàng trai đến sau hay không? Không đâu mọi người, không Minh Hoàng. Thật ra là cái tình đầu á, nó dễ thương lắm mọi người. Mọi người biết tại sao không? Vì đó là lần đầu tiên người ta biết yêu, nên người ta trân trọng lắm. Những cái lần sau không phải là họ không trân trọng đâu, mà tại vì họ không có tìm được cảm giác ban đầu. Vẫn là cái câu chuyện của cảm xúc á mọi người. Cái vấn đề người yêu cũ mình có thể nói hoài, tại vì đó là câu chuyện của cảm xúc. Mà cảm xúc thì mỗi nó muôn hình vạn trạng lắm, làm sao mình nói hết được. Vẫn là đầu tiên, cái người đầu tiên nắm tay họ, thì về cơ chế bản thân của mình, về sinh học đi, thì nó sẽ rung cái cảm giác khác, rung động cảm giác khác. Mình sẽ kiểu bị nổi da gà một chút, kiểu đỏ mặt một chút. Nhưng mà mình đã nắm tay cái người đầu tiên rồi, thì cái người thứ hai nắm tay nó bình thường quá. Nên cái người thứ hai cần làm cái gì đó tốt hơn, cần làm cái gì đó nó hành động nhiều hơn, cần làm cái gì đó nó mới mẻ và nó sáng tạo hơn. Đó. Rồi thí dụ mình đầu tiên, mình ôm cái người đầu tiên thì cảm giác nó rất khác. Mình cảm thấy mọi thứ nó đặc biệt lắm, mọi thứ nó mới mẻ lắm. Cho nên là cái người thứ hai á, người ta không phải là khép mình lại đâu. Chẳng qua là người ta cần cái gì đó đặc biệt và mới mẻ hơn. Cái người thứ hai cần, ok, lần đầu tiên nắm tay, nhưng mà nắm lúc nào, nắm ra làm sao, nắm bình thường hay là lúc nắm có cái đó kiểu như vậy. Thì cái người sau, chỉ cần người sau đến và cho họ cảm giác là họ đang được làm mới họ. Người sau đến cho họ cảm giác là họ đang được che chở. Người sau đó đến cho họ cảm giác được là họ đang rung động, thì chắc chắn là họ lại sẽ mở lòng ra thôi. Đàn ông á, rất là muốn mình là người đi chinh phục, và phụ nữ sẽ là người bị chinh phục, được chinh phục. Nhưng mà anh chinh phục một người mà anh không bỏ công sức gì hết. Anh chinh phục một người mà anh làm vài hành động, một vài hành động xong rồi một cái vài lời nói anh cảm thấy khó quá anh bỏ. Thì tất nhiên là đừng bao giờ hy vọng là có thể làm đổ được bất cứ một cái cô gái nào mà cô đã từng đổ vỡ trước đó. Tại vì bây giờ cái nắm tay hay là một cái vài câu ngọt ngào, cô cảm thấy mệt mỏi lắm. Cô cần cái gì đó thiết thực hơn. Bây giờ nói với cô là anh yêu em nhiều, em có thể đợi anh được không? Anh sẽ cố gắng để vì tương lai hai đứa mình. Cái thời 17 đôi mươi á, mình sẽ cảm thấy cái câu đó nó hạnh phúc ghê lắm. Như cảm giác là Có một cái người tự nhiên ở đâu trên trời rơi xuống thương mình hết sức, rồi còn hứa hẹn là sẽ hy sinh vì mình. Nhưng mà tới cái độ tuổi từ 25 đổ đi á, mình nghe mấy câu đó mình sẽ quay lại. Anh đợi, bác em đợi chừng nào? 50 hay 70? Chừng nào nữa? Kiểu là như vậy, tại vì người ta đã đi qua rồi, người ta đã có trải nghiệm rồi. Cho nên người ta cần cái gì đó thiết thực hơn. Bây giờ mà nói, ví dụ người yêu ý mà nói với Yến là em đợi anh được không? Vài năm nữa tụi mình sẽ có cái gì đó đẹp hơn. Yến sẽ quay lại nói với anh, không anh, em già lắm rồi, bỏ đi anh. Mình cần rõ ràng hơn, tại vì thanh xuân của con gái có một lần à, ngắn lắm mọi người. Bây giờ mình còn trẻ, mình còn 18, đôi mươi, 22, 23, mình thấy mọi thứ nó đơn giản, nhẹ nhàng, thoải mái. Nhưng mà từ 25 đổ đi, mình sẽ nhìn thấy mọi thứ nó trôi qua mình kiểu như một cái chớp mắt. Buổi sáng mình buồn, một đêm mình buồn đi, coi phim buồn quá, sáng dậy mắt thâm hết.
Mà trong khi tuổi đôi mươi mình đâu có bị vấn đề đó. Tuổi trẻ mình sẽ trôi qua rất nhanh và tuổi già sẽ nhanh ập tới. Cho nên nếu bây giờ không thiết thực, không nhiệt tình, không nhiệt huyết, không cho mình thấy rõ ràng, không cho mình thấy được tương lai, thì những cái cô gái mà đã có nhiều trải nghiệm, đã nhiều lần đau khổ và đổ vỡ, chắc chắn người ta không tin đâu. Người ta không tin đâu. Bởi vì sao? Người ta biết là những thứ đó đã xuất hiện trong quá khứ rồi. Đó. Vậy còn đối với vấn đề của những người mà đã từng coi nhau là cả thế giới thì sao? Với những người đã cứ tưởng là mình rất là hợp nhau, nhưng mà người ta thường nói là đúng người nhưng sai thời điểm, và nó gây ra cuộc đổ vỡ đó, khiến cho cái tình cũ nó mãi quyến luyến với nhau, thì có cách nào để khuyên các bạn này không? Thật ra Yến nghĩ cái cảm giác mà đúng người sai thời điểm á, nó chỉ là cảm giác nhất thời thôi. Kiểu giống như là mình ok là bạn đã trải qua nhiều mối tình và bạn đang trong lúc rất cô đơn, tự nhiên có một người xuất hiện cho bạn cảm giác là bạn đã có một cái gia đình rồi đó, rồi cho bạn cảm giác là bạn muốn mềm đi, bạn muốn nhẹ người đi, bạn muốn yếu đuối đi, bạn rất là muốn được che chở và bạn đang khao khát được che chở. Bạn nghĩ là họ là thế giới của bạn rồi đó. Rồi bạn nghĩ là họ là thế giới của bạn, bạn làm mọi thứ và hướng tới họ, bạn quên mất bạn đi. Cho nên đến khi mà có một cái chuyện gì đó xảy ra, thật ra Long Hoàng phải nghĩ như thế này. Tình yêu nó là một cái tình cảm nó rất to lớn. To lớn lắm. Có một cái anh chàng đạp xe từ Ấn sang Âu chỉ để gặp người yêu của mình. Đạp xe đạp để gặp người yêu của mình. Rồi có những cái câu chuyện người ta bất chấp hết tất cả chỉ vì người ta yêu nhau, tình yêu lớn lắm mọi người. Và khi mà người ta vẫn còn hướng về nhau và khi người ta yêu nhau thật nhiều thì bất cứ mọi thứ trên đời này, ngay cả trời sập cũng không chia cắt được họ nữa. Chỉ là vì tình yêu không đủ lớn thôi. Ok, là Yến nói tới đây bạn sẽ nói là không, mình yêu đủ lớn. Mình yêu rất là nhiều, nhưng mà bạn phải hiểu là tình yêu là câu chuyện hai người. Em yêu anh nhất định phải yêu em thì hai người mới có thể cùng nắm tay nhau và vượt qua mọi thứ được. Còn trên tinh thần là em yêu anh nhiều lắm, nhiều như cả thế giới vậy. Em chỉ cần anh thôi, không cần gì ngoài kia đó. Mỗi ngày em chỉ cần muốn nhìn thấy anh thôi. Mọi việc em làm chỉ vì anh thôi và không cần nhìn thấy cái gì trên đời này nữa hết á. Nhưng mà người ta không có trân trọng. Và khi người ta không trân trọng bạn và khi người ta cảm thấy là bạn không còn thuộc về nữa thì những thứ bạn làm trở nên vô nghĩa. Bạn phải hiểu là nếu mà con gái nhà mà làm cho Long Hoàng cái gì đó, kiểu như là viết một cuốn sổ tay, gấp hạt, hoặc là nấu một bữa ăn tỉ mẩn dù cổ không khéo léo, hay là làm một cái bánh đi mà cổ mặc dù cổ không biết làm gì hết trơn nhưng mà cũng vẫn cố gắng cổ làm, có nghĩa là cổ rất là trân trọng người yêu của mình. Nhưng mà anh người yêu sẽ thấy là ủa sao không ra ngoài mua ủa gấp mấy con hạt này có tác dụng gì vậy, trời em rảnh quá à, bớt làm mấy cái chuyện nhảm nhí gì đi. Mọi người sẽ nhìn thấy là à, mình đang yêu thật lòng á, nhưng mà sai người rồi. Cái thời điểm mà mình cho là đúng á, nó chỉ bắt đầu khi mà người ta đang chinh phục mình thôi. Khi mà chinh phục được rồi á thì họ trở nên, cái câu chuyện cũ á là họ trở nên bình thường hóa đó, quen thuộc hóa, và họ vẫn nghĩ là tụi mình yêu nhau rồi thì cần gì phải cố gắng nữa. Em vẫn cứ nằm ở đó, bây giờ mình có bỏ cổ đi ra thì cổ vẫn cứ nằm ở đó, cổ không bao giờ bỏ đi. Thế là mọi thứ kết thúc. Cho nên là bây giờ có yêu ai như thế nào, yêu nhiều ra sao thì yêu 80% thôi. Nhiều lắm là nhích lên 81%, đừng yêu hơn nữa. Tại sao Long Hoàng biết không? Cái 19-20% nó phải dành cho bản thân mình. Mình yêu sao không biết, Yến không biết. Mình yêu như thế nào Yến cũng không biết. Chỉ không biết là khi mà anh bỏ đi và khi mình phát hiện ra là anh thay đổi rồi đó, mình có rơi xuống, mình có hụt chân thiệt, nhưng mà mình vẫn đứng dậy tiếp được, mình vẫn có thể xây dựng cuộc sống của mình được. Bây giờ mình yêu một người, mình cứ nghĩ là tại vì bây giờ cái này cái kia, mình hay đặt lý do đó nha mọi người. Mình hay tìm lý do là tại vì cuộc sống thế này, tại vì cuộc sống thế kia, ảnh mới thay đổi như vậy, chứ thật ra là em nghĩ là ảnh thương em lắm. Ủa hành động đâu? Lời nói đâu? Rồi chứng minh đâu? Hay là chỉ trong suy nghĩ của mình thôi? Mọi thứ nó cần rõ ràng trong cuộc sống này á mọi người. Nếu mà ảnh nói yêu bạn á, hãy xem xét hành động của anh làm, đừng nghe lời nói nha mọi người, nhất định là đừng nghe lời nói. Anh muốn em cực, lần sau đừng làm bánh nữa. Anh mình ra ngoài mua đi, thật ra đang chơi bạn làm bánh dở đó, lần sau đừng làm nữa, đi tìm người khác để làm cho người khác ăn nha, đừng cố gắng vì những điều vô ích. Thật ra là tình yêu mà nếu mà từ một phía thôi á thì nó đau đớn lắm. Cho nên là nếu mà bạn đang yêu một cái người nhiều đến nỗi bạn cảm thấy là bây giờ chỉ có nghĩ đến cái việc mà sẽ kết thúc với người ta thôi, bạn cũng cảm thấy đau lòng nữa, bạn cảm thấy tim mình quặn thắt lại và bạn không nghĩ được cái gì hết ngoài cái cảm giác rất đau đó, thì hãy từ từ tập cách là buông từ từ, chứ mình buông liền là mình chết thiệt á. Mình cứ buông từ từ, mình tập cách quan tâm mình nhiều hơn một chút. Thay vì mình làm bánh cho người ta thì hãy nghĩ đến việc mình làm bánh để mình ăn thôi đó.
Rồi thay vì mỗi ngày mình cứ nghĩ với người ta hoài á, thì mình hãy dành khoảng 1/3 ngày để nghĩ tới mình. Để nghĩ là hôm nay tại sao mình bị xuống sắc, hôm nay trên mặt của mình tại sao lại có nếp nhăn rồi nè, tóc của mình lại rụng. Mình hãy chăm sóc bản thân mình hơn. Từ từ, từng bước một, mình không thể vồ vập được, mình không thể nhanh vội được. Tại vì vốn dĩ mình không từ một ngày, hai ngày mà mình yêu được một người. Mình có thể yêu một người nhiều đến độ như cả thế giới của mình thì đó là cả một hành trình lận. Cho nên là để quên người ta và để từ từ tập cách buông người ta, để cho người ta nhỏ lại, cái thế giới nó bé lại từ từ, và mình học cách mình biến mình là thành thế giới của mình á, thì mình phải từ từ, từng ngày một và từng chút một đó, để mình không phải bị hụt chân. Nếu mà nói là tại vì cái này, tại vì gia đình ảnh không chấp nhận em, tại vì công việc của ảnh không có thời gian dành cho em, dẹp hết nha mọi người, dẹp hết, đừng có lý do gì ở đây hết á. Tình yêu là câu chuyện của cảm xúc. Nếu mà em yêu anh thì dù em có bận cách mấy đi chăng nữa, em chắc chắn em vẫn có thời gian dành cho anh. Ngay cả việc em đi ăn đi, thì cái việc đầu tiên em nghĩ tới là người yêu mình đã ăn gì chưa. Em có một cái ok lúc mà Yến Khu nút bạc đi, thì cái việc đầu tiên Long Hoàng nghĩ là gì không? Yến sẽ chụp hình liền khúc đó gửi cho người yêu của Yến là anh được nút bạc rồi nè. Là Yến được một cái thành tích gì đó đi, thì cái việc đầu tiên và cái người đầu tiên á, nó hơi hướng mọi người sẽ nói là sao mày không nghĩ tới cha mẹ. Nhưng mà thật ra là khi mình yêu rồi thì cái đối tượng đầu tiên mình muốn chia sẻ nhất là người yêu của mình. Hân hoan lắm mọi người, phấn khởi lắm, mình sẽ khoe liền. Nhưng khi người ta không còn coi bạn là quan trọng nữa, và khi người ta không còn coi bạn là cái đối tượng để muốn chia sẻ nữa, có nghĩa là tình yêu đó bắt đầu rơi vào ngõ cụt rồi. Mọi người hay dùng chữ duyên cho chuyện tình yêu. Duyên gì đây? Chẳng qua là tụi mình không phù hợp thôi. Yến hay nói với bạn bè và những cái fan của Yến ở trên kênh của Yến là tất cả chúng ta không ai xấu hết. Tất cả chúng ta luôn, không ai xấu hết. Cả người yêu cũ của mình cũng không xấu. Tại vì nếu mà xấu mình đâu có yêu. Nếu mình xấu mình đâu có trân trọng, mình đâu có nhớ nhung, mình đâu có dây dứt nhiều vậy. Họ không có xấu, mình cũng không xấu. Chỉ là mình không phù hợp dành cho nhau. Mình đừng có tiếc. Bây giờ mình kết thúc với người yêu cũ á, đau lòng lắm chứ, tiếc lắm chứ. Mình cũng đã tốn rất là nhiều thời gian, cả thanh xuân này mình chỉ dành cho một người thôi mà. Nhưng mà phải hiểu là đã không phù hợp dành cho nhau rồi, thì bạn có cố gắng nhiều bao nhiêu đi chăng nữa, cố gắng như thế nào đi chăng nữa, thì cuối cùng vẫn là không phù hợp. Mà đã không phù hợp rồi thì cố gắng để làm gì? Vô công thôi. Cố gắng để làm gì? Cuối cùng thì cái sự cố gắng của bạn á, nó cũng dành cho người khác. Mình hay nghĩ vậy nè, con gái có một cái ý nghĩ là khi mình yêu một cái người đàn ông thiệt nhiều, mình cố gắng vì một cái người đàn ông thiệt nhiều, thì người mình ta sẽ yêu lại tương tự. Không, người ta sẽ thay đổi vì mình. Wow. Người ta sẽ thay đổi vì mình. Mình có thể, một con gái nghĩ mình là siêu nhân, nghĩ mình là một cái đứng quyền năng nào đó. Chỉ cần yêu một cái người đàn ông thiệt nhiều, chỉ cần trân trọng, chăm sóc, hy sinh cho ảnh thiệt nhiều, ảnh sẽ nhận ra là mình đang có một cái người yêu rất dễ thương. Ảnh sẽ nhận ra là ảnh phải thay đổi đi. Ví dụ một cái người yêu mê game đi, mình nghĩ là mình chăm sóc ảnh nhiều thì mình sẽ tác động được tới ảnh. Nhưng thật ra như thế này nè, cái sự thể hiện của người yêu mình khi mà đang yêu á, nó khác nhiều lắm với lúc tán tỉnh. Tại vì lúc tán tỉnh ảnh sẽ cố gắng để ảnh tốt hơn. Ảnh có hút thuốc lá thì ảnh biết là bạn không có thích khói thuốc, ảnh nhất định sẽ không hút thuốc trong suốt quá trình gặp bạn. Nhưng mà tới khi tán được bạn rồi thì tán được rồi thì hút thuốc, cái việc gì đâu mà phải cử. Đó, cho nên là mọi người phải hiểu là không có chuyện gì có thể thay đổi được bản tính của một người hết. Hai người yêu nhau là hai người có thể chia sẻ và hy sinh vì nhau, nhưng đó không phải là sự chịu đựng. Nhất định nếu tình yêu là sự chịu đựng thì kết thúc nó đi, bởi vì tụi mình không thể chịu đựng một cái gì đó mãi và cả cuộc đời được. Mình chỉ thể chịu đựng được trong khoảng một vài năm thôi là hết sức rồi. Tại vì mình sống mà mình chịu đựng, mình sẽ cảm thấy rất là mệt mỏi, rất là nặng nề. Trời ơi, mọi thứ nó sẽ trở nên bế tắc lắm. Cho nên là nếu mình cảm thấy là bây giờ mình đang chịu đựng một cái người đàn ông thật là tệ, mình đang chịu đựng một cái người đàn ông thật là bậy, thì bạn phải từ từ học cách để buông đi đi. Đó, còn nếu mà bạn cứ cố gắng hoài vì nghĩ là thay đổi được người ta á, thì cái kết dành cho bạn đó là cái kết của sự đau khổ, bế tắc và tuyệt vọng. Tại vì mọi thứ cũng chắc chắn cũng sẽ chấm dứt thôi. Người ta nói thật ra thường ấy, phải có kinh nghiệm rồi, phải trải qua đau thương rồi thì mới biết cách làm sao để yêu bản thân mình hơn. Nhưng mà trước đó thì sẽ rất nhiều cô gái bị rơi vào cái tình trạng chung đó là chúng ta yêu mù quáng. Tình yêu là mù quáng mà tình yêu vốn không có định nghĩa, tình yêu căn bản là mù quáng. Vậy thì Yến nghĩ làm sao khi mà những người đó họ quay trở lại với người yêu cũ của mình, mặc dù biết là có nhiều lời khuyên bảo đừng bao giờ quay trở lại cái vết xe cũ đó, nhưng mà họ nghĩ là vẫn còn một cái tia hy vọng nào đó để thay đổi cái người mà mình từng yêu. Yến nghĩ vậy nè,
cái lúc mà mình chia tay á, không biết là Long Hoàng đã chia tay bao giờ chưa? Tất nhiên là rồi. Tất nhiên là rồi. Cái lúc mà mình chia tay á, nếu mà mình còn thương họ, dù mình là người nói chia tay nha, mình có còn thương họ, mình cũng sẽ chắc chắn luôn á, níu kéo. Chắc chắn ít gì mình cũng sẽ nhắn một cái văn bản dài hơn cả một bài tập làm văn. Một ngày mình nhắn mấy lần. Thí dụ người ta chặn số điện thoại của mình sẽ nhắn Facebook. Người ta chặn Facebook của mình nhắn qua Zalo mà nó chặn hết, mình gửi mail. Lầy tới cái mức đó mà Yến còn có cái trò như vậy nè, Yến còn gửi thư tay nữa kìa. Đáng sợ thật sự. Nhưng mà mọi người hiểu á là cái lúc mà mình kết thúc, mình đã níu kéo rồi, mình đã cho mình và người đó một cơ hội rồi, nhưng họ vẫn bỏ mình ở đó. Dù cho mình nỗ lực cách mấy, mình đau buồn cách mấy, mình cố gắng ra sao, họ vẫn bỏ mình ở đó và quay đi. Bây giờ họ muốn quay lại. Tại sao họ muốn quay lại vậy? Có phải là sau khi kết thúc với mình xong, họ tìm hoài không có được cái người nào tốt như mình? Đây là cái cách để mình nghĩ là mình sẽ không quay lại với người yêu cũ. Vì với Yến, đồ cũ một khi đã bỏ đi rồi thì không bao giờ xài lại. Tại vì cái lúc mà mình bỏ đi là mình có cân nhắc rất kỹ là mình có nên bỏ hay không, mình có níu kéo để mình sử dụng lại hay không. Nhưng mình đã chắc chắn rồi là nó không thuộc về mình nữa thì bỏ cho nó đi, thì không bao giờ xài lại. Nó cũng giống như đồ ăn vậy mọi người, đã nhả ra là không ăn lại. Người yêu cũ cũng vậy, mình đã níu kéo rồi, mình đã cố gắng rồi, nhưng mà họ đã bỏ mình và đi, thì sau này mọi người có chắc chắn là người ta quay lại và người ta tốt hơn không? Câu chuyện khi nãy đó là đừng bao giờ nghĩ là bạn có thể thay đổi được một người đàn ông. Không bao giờ. Cha mẹ anh ta còn không thay đổi được mà. Cuộc đời dập tan nát ảnh cũng không thay đổi được mà. Thì làm sao một cái con người bé nhỏ như bạn có thể thay đổi được họ? Không có đâu. Cho nên là nếu mà người ta quay lại, hãy cho người ta thấy là mình đã có một cuộc sống tốt hơn. Bây giờ mình có yêu thương nhiều bao nhiêu và ra sao đi chăng nữa thì Yến chắc chắn luôn là những cái thứ ngày xưa ban đầu bây giờ anh muốn quay lại với mình nên anh sẽ tốt hơn. Hứa hẹn nhiều hơn, chăm bẩm mình nhiều hơn, xuất hiện nhiều hơn. Nhưng mà khi mà mọi thứ trở nên thân thuộc rồi thì những cái chuyện ngày xưa nó lại trở về. Ngày xưa tại sao mình kết thúc, ngày xưa tại sao mình khó chịu, ngày xưa tại sao mình như thế này như thế kia để kết thúc, thì chắc chắn lần quay lại này nó cũng sẽ diễn ra như vậy thôi. Bản tính con người mà, giấu một hai bữa, một hai năm làm sao giấu cả đời được. Cho nên là chẳng thà đi tìm một cái người mới để mình có thể giải phóng được suy nghĩ của mình, để mình có thể giải phóng được tư tưởng của mình, còn hơn là quay lại với người cũ để những cái câu chuyện cũ nó sẽ xuất hiện. Bạn biết không, khi mà mình quay lại với người cũ á, lúc mà mình chia tay người ta, rõ ràng là mình sẽ nhớ những cái kỷ niệm đẹp, những cái mà người ta từng làm cho mình. Nhưng khi mình quay lại với người cũ á, thì cái cảm giác ngày xưa người ta đã phản bội mình thế nào, người ta đã để cho mình chơi vơi cô đơn như thế nào, và cái lúc, cái cảm giác mà tuyệt vọng khi người ta bỏ mình đi ra sao, nó nằm trong đây nè. Nó sẽ từ từ trỗi dậy. Lúc đó mình không thể nào mà thoát ra được hết á. Không thể nào mình có thể yêu người ta lại như lần đầu mình yêu người ta hết á. Tại vì cái cảm giác đau đớn nó cứ nằm hoài à. Lúc nào mình cũng lo sợ là bây giờ mình yêu lại rồi nè, tới một ngày nào đó có bao giờ anh bỏ mình mà đi không? Hay là bây giờ mình yêu lại, mình trân trọng lại rồi, có khi nào những thứ mình trân trọng nó lại rớt một lần nữa không? Có bao giờ những thứ mà mình đang gầy dựng bây giờ nè, gầy dựng lại một lần nữa, nó lại vụt mất không? Và khi mà yêu á, cái cảm giác lo sợ nhiều á, sợ mất, sợ kết thúc, thì chắc chắn nó sẽ mất và sẽ kết thúc. Tình yêu mà nó có ngờ vực, nó không tin tưởng, không an tâm á, thì Yến đảm bảo với mọi người, chuyện kết thúc là sớm hay muộn thôi. Đi tìm người khác, yêu bản thân mình hơn, yêu cuộc sống hơn, người tử tế hơn và phù hợp hơn sẽ tới, thay vì ăn mãi một cái món cũ. Đừng có ăn mãi quá khứ, nó qua rồi, hãy để cho nó qua. Cuộc sống của mình vui là vui ở hiện tại. Cuộc sống của mình sẽ đẹp vì người ở hiện tại và người ở tương lai. Còn mình cứ nghĩ về những chuyện cũ á, thì đúng là mình sẽ nhớ về những kỷ niệm đẹp, nhưng mà lâu lâu mấy cái chuyện buồn nó sẽ chọt vô, buồn lắm. Cho nên là đã qua rồi, đi qua luôn. Tự nhiên đơn không, mình đang kiểu mình đã rất là cố gắng để mình có thể bình tâm trở lại, mình đã rất là cố gắng để mình có thể vui lại, để sống tốt hơn rồi. Cái người yêu cũ ở đâu đâu lù lù xuất hiện, kiểu một ngày chán nản cô đơn quá, cái quay về. Tự nhiên chê dứt rước họa vô thân. Làm vậy để làm chi, để rồi mình lại đau buồn trở lại. Mà đang có cái trò rất vui nha. Mấy anh nam bình thường lúc chia tay á, cứng lắm. Chia tay là chia tay. Anh nghĩ là em sẽ tốt hơn, em sẽ tìm được người phù hợp hơn thôi. Anh biết là em rất tốt nhưng mà anh xin lỗi anh không phù hợp. Ủa không phù hợp thì nhảy vô làm chi? Không phù hợp thì bắt đầu cái đoạn này làm gì? Nhưng mà người ta đã nói vậy thì thôi, mình đã rất cố gắng, mình đã níu kéo rồi nên không luyến tiếc. Yến có một cái đứa bạn, nó yêu, nó có một cái mối mối tình 5 năm xong kết thúc.
Yến hỏi có buồn không? Nó kêu là tao mất hơn một năm để trấn an mình lại. Cái xong rồi một năm sau đó nữa thì anh người yêu lại quay lại. Cái Yến hỏi đồng ý không? Tao phân vân. Sao Yến nói là vậy thì quyết định đi, phân vân cái gì? Thế là nó quyết định quay lại mới ghê chứ. Hai người quay lại với nhau được nửa năm. Sau đó Yến nói chuyện lại thì bạn nó nói với Yến là tao không có quên được cái cảm giác lúc chia tay. Tao sợ quá. Tao không có quên được cho nên là bây giờ có tốt với tao như thế nào á. Tao không có quên được. Tao sợ lắm và tao cảm thấy là rất là ngột ngạt, rất là mệt mỏi khi mà lúc nào yêu và cũng nghĩ tới về những cái cảm giác đó hết á. Trong khi đó mọi người biết là nếu mình bắt đầu với một cái người mới á thì không có cái cảm giác đó. Tại vì nó mới mà. Bên cạnh đó nữa là mấy anh nam, khi nãy có nói mấy anh nam đang có cái trò rất vui á, là bình thường không nhớ đâu. Mấy lúc say xỉn á, nhắn tin cho người yêu cũ. Dạo này em thế nào? Em có khỏe không? Anh nhớ và thương em nhiều. Trời, mấy bạn nữ đang trong cái cơn cô đơn cùng cực á. Kiểu đàn ông hay suy diễn vậy nè. Đàn ông mà lúc xỉn mà nhắn tin cho mình á thì chắc là cảm xúc thật. Đúng. Thật ra không có mọi người. Cái lúc đó xỉn á, không phải là cảm xúc thật đâu. Cái lúc đó mới can đảm, mọi người hiểu không? Chứ bình can đảm ở đây là gì? Bình thường tỉnh á, mà nhắn tin cho người yêu cũ thấy nhục, thấy quê. Cái lúc xỉn kiểu bất chấp làm hết. Được á, được ăn cả ngã về không? Được thì mình có bồ mới. Rồi có bồ. Không được thì thôi. Mà có một số anh lại ác như thế này. Vẫn có trường hợp Yến biết. Tại vì Yến có một cái ổ hơn nửa triệu follow. Thì là mấy bạn chia sẻ nhiều lắm. Ảnh có người yêu rồi. Hai người vẫn đi chung với nhau. Cái bạn này gặp ảnh với lại người yêu mới đi với nhau thì bạn này theo bản năng của những bạn nữ rất buồn mọi người. Ngay cả mình có đang có người yêu hay không thì mình gặp cái người mà mình từng thương á, đi thương một cái người khác á, buồn lắm. Cảm thấy tự nhiên cái cảm giác ngày xưa nó ùa về, buồn tan nát luôn á. Kiểu cả ngày hôm đó mình không tập trung được cái gì hết. Cái tự nhiên tối đó ảnh nhắn tin cho người yêu cũ, cho bạn này. Hôm nay thấy em gầy đi nhiều. Anh cảm thấy xót lắm. Trời đất ơi. Hôm nay em sống như thế nào? Cuộc sống có vui không? Anh nhớ và thương em nhiều. Bạn Yến đã, mọi người biết là bạn đã khóc cả đêm bởi vì một cái tin nhắn đó chỉ với một câu hỏi là tại sao ngày xưa anh không nói với em như vậy mà tận bây giờ khi anh đang có người yêu anh lại làm như vậy? Yến đã nói với bạn đó là rồi bạn đã nói như thế nào với người yêu? Mình im lặng. Ok, bạn cứ im lặng. Xong hôm sau, vào một cái ngày rất xỉn khác, anh này gọi điện. Xong bạn lại nhắn Yến là Yến ơi, anh ấy lại gọi điện. Xong Yến lại hỏi là bạn có bắt máy không? Xong kêu là mình sợ quá. Mình sợ vì lúc mình bắt máy lên thì cảm xúc lại ùa về. Mình sợ là mình sẽ khóc nức ở trong điện thoại á. Mình không có bình tâm được. Yến hỏi là bạn ổn không? Cái bạn nói là ok mình ổn. Ok, vậy thì bạn không cần bắt máy đâu, bạn cứ để thôi. Xong hôm sau lại nhậu tiếp. Lại nhắn tin tiếp. Mình có thể quay lại được không em? Yến đã nói với bạn đó là hãy trả lời với ảnh là em đang có cuộc sống rất tốt, đừng quay lại và làm phiền em thêm lần nào nữa. Em mệt mỏi nhiều rồi. À, đang có người yêu rồi thì nhớ chăm sóc người yêu. Đừng bắt cá hai tay và đừng phụ bạc với người yêu hiện tại như vậy. Nó tồi lắm. Mọi người biết là từ sau tin nhắn đó thì không có một cái cuộc gọi nào hay là một cái tin nhắn nào nữa hết. Thật ra là mấy cái lúc xịn á, mấy anh cha nó mới kiểu là có can đảm để làm cái gì đó, kiểu như là làm đại. Biết đâu nó còn thương nhớ mình, nó quay về. Còn không thôi. Nhưng mà con gái tụi mình thì lại rất ủy mị, lại rất hy vọng, lại rất là cố chấp. Cứ nghĩ là người ta làm cái gì đó, người ta thế này thế kia trong lúc xỉn say thì tại vì người ta thương mình thật lòng. Không có, không có mọi người. Chỉ có thương mình nè, mình không thương mình, không ai thương mình đâu. Cho nên là lúc mà làm cái gì, trước khi mình hành động cái gì thì phải nghĩ cho mình đã. Quay lại với người cũ là bước vào cái vết xe đổ mà mình đã từng đổ một lần. Bước vào cái ngõ cụt mà mình đã từng rất cảm thấy rất là hối hận và lầm đường. Và bước vào một cái con đường mà toàn là những cái ổ gà, ổ voi mà làm cho mình cảm thấy bị sốc, bị đau đớn. Cho nên là tìm một cái đường mới, đừng đi vào đường cũ làm gì nha. Nhân tiện nhắc về câu chuyện của tình cờ gặp lại người yêu cũ thì Long Hoàng cũng muốn hỏi Yến về cái chuyện là nếu như một ngày Yến nhận được thiệp cưới của người yêu cũ thì sao? Nếu mình đặt trong tình cảnh đó thì sao? Yến đã có bao giờ nhận được thiệp cưới của người yêu cũ chưa? Nếu mà người yêu cũ mời đi đám cưới như này nè mọi người, mình hay giỡn với mọi người á, là một cái buổi nào đó mình sẽ làm một cái layout make up thiệt là lồng lộn để đi đám cưới người yêu cũ. Nhưng mà xong hết mọi câu chuyện, mọi người phải hiểu ra là mình chứng minh với người yêu cũ là mình đã ngon hơn, đã đẹp hơn. Để làm cái gì? Khi mà người ta đã có người mới. Đúng với cái câu là anh nói anh thích hoa hồng thì Tường Vi dẫu đẹp thì có gì liên quan. Mình xuất hiện đẹp ở đây để làm cái gì? Thơm ngon ở đây để làm cái gì? Khi mà anh ta đã chọn được một cái người phù hợp rồi.
vẫn là tình yêu là câu chuyện của cảm xúc. Nếu mà hai người đã không phù hợp dành cho nhau thì bạn có đẹp bao nhiêu, có tốt như thế nào thì người ta vẫn không có chọn bạn. Đi đám cưới người yêu cũ, nếu với trường hợp là mình với người yêu cũ đã có thể bỏ hết những cái khúc mắc để trở thành hai người bạn tâm giao tri kỷ, hoặc cơ bản là tụi mình gặp nhau có thể cười với nhau một cái, nói với nhau vài câu, ê dạo này sao, anh dạo này sao, như thế nào, ừ em vẫn ổn, và cái lúc mà nói mình không cảm thấy khó chịu trong lòng, cái lúc mà nói mình không có bị rây rứt, hay là lúc mình nói mình không có bị nhói trong tim mình á, thì người ta mời đi đám cưới thì mình sẽ đi đám cưới trên danh nghĩa bạn bè. Cái lúc đó mình có thể chặt chém bằng cách là mình không quan tâm là cái anh đó nghĩ làm sao, mình sẽ quan tâm đám bạn của anh, trời trưa hồi xưa nhỏ xinh quá mà thằng này bỏ uổng ghê. Đó là trong mắt những cái người khác. Đừng chứng minh với người yêu cũ của mình thấy là mình đẹp hơn, ngon hơn, thơm hơn. Người ta có người mới rồi. Chứng minh như vậy chẳng khác nào mình tự lấy gậy mình đánh mình một cái và tự mình đau lại. Chẳng khác nào mình lấy kim mình chọc vào cái nỗi đau của mình để nó dậy lên lần nữa. Còn nếu mình trên tinh thần là mình vẫn không có quên được chuyện cũ, thì bây giờ mình đi nhìn thấy người yêu cũ của mình hạnh phúc. Cho nên là bây giờ mình mà đi đám cưới người yêu cũ khi mà mình vẫn chưa có quên được chuyện cũ, chưa có quên được cảm giác cũ và chưa có bình tâm lại và nghĩ là bây giờ mình thấy họ hạnh phúc thì mình cũng vui á, thì thôi, ở nhà. Đi đám cưới cũng tốn tiền mà. Ừ, tốn tiền make up, quần áo, như Long Hoàng nói là tốn tiền make up nè, tiền quần áo nè, tốn cả thời gian và tốn cả suy nghĩ của mình nữa. Mà mình suy nghĩ và thời gian đó đó, không phải làm cái buổi trong cái buổi đám cưới xong đâu. Mình về á, mình còn rây rứt. Mình sẽ nghĩ là mình sẽ so sánh nha mọi người, con gái mình hay có cái kiểu so sánh ngoại hình lắm. Người vợ mới của ảnh đâu đẹp bằng mình, đâu có xinh bằng mình, cười cũng không đẹp bằng mình, ăn nói cũng không duyên dáng bằng mình. Vậy tại sao người ta chọn cái người đó mà không chọn mình? Tại sao vậy? Bắt đầu ngồi đặt câu hỏi xong tự buồn mình ên. Cho nên nếu mình không bình tâm được thì thôi, không đi đám cưới làm gì, vừa tốn tiền, tự nhiên mình bỏ tiền ra nhìn cái người mình thương, đi chúc phúc cho người mình thương, thương một cái người khác. Mình đâu có phải là thánh nhân mọi người. Trong phim á, trong phim hay trong mấy cái câu chuyện mà lãng mạn hay có kiểu là em yêu anh cho nên em chỉ cần nhìn thấy anh hạnh phúc thôi. Anh hạnh phúc với ai không quan trọng, chỉ cần anh hạnh phúc là đủ rồi. Không có đâu mọi người, mình người phàm mọi người. Người trần mắt thịt, em yêu anh phải thuộc về em. Mình có tính sở hữu cao lắm. Em yêu anh, người mà hạnh phúc với anh phải là em. Người hạnh phúc với anh là con nhỏ nào đó, em đốt nó, kiểu như vậy. Làm gì có chuyện mà mình sẽ đi chúc phúc tại vì mình muốn người ta hạnh phúc. Đó là trong tưởng tượng của mình thôi, trong mấy câu nói lãng mạn của mình thôi, chứ thật tâm trong suy nghĩ của mình không có. Bây giờ mình đi bỏ tiền ra chúc phúc cho cái người mà mình đã từng thương hả? Trời ơi, trong khi mình đang đau lòng muốn chết, mình đi nhìn thấy cái người mình trân trọng á, họ đi trân trọng cái người khác và họ bỏ rơi mình. Trời ơi, lần nữa đau lòng thêm miếng. Rồi mình bỏ tiền để mình đi chúc phúc họ. Trời ơi, vừa mất tiền mà vừa mất tình cảm nữa. Thôi bỏ, ở nhà nha. Ở nhà đi coi một bộ phim, luyện một bộ phim, coi một cái bộ phim hài nó còn hay hơn, nó còn ý nghĩa cho cuộc đời mình hơn. Dù lúc có lúc mình cười xong mình quên, nhưng mà cũng hay hơn là mình đi nhìn thấy tình yêu của mình dành cho tình yêu khác. Đau khổ lắm. Giống như cái cảm giác mà người yêu cũ có người yêu mới vậy đó. Đau đớn lắm mọi người. Mọi người sẽ không diễn tả, người ở ngoài sẽ không nhìn thấy được đâu. Không nhìn thấy được là mình đang buồn ra sao. Tự nhiên mình nhìn thấy cái người yêu cũ của mình chở một cái bạn gái mới, chỉ đơn giản là có bồ mới chưa cưới thôi nha, lướt ngang qua mình cái, tự nhiên mình khựng lại liền, tự nhiên mình đau lòng liền, tự nhiên mình cảm thấy là có chuyện gì đó xảy ra khúc này liền. Và mình bắt đầu không tập trung được cái gì hết, mất tập trung liền, không có làm được cái gì hết trơn á. Chỉ kiểu là có người mới rồi hả? Tại sao quên mình nhanh quá vậy? Tại sao bắt đầu một mối quan hệ nhanh như vậy? Tại sao bây giờ mình vẫn chưa quên? Vậy là ngày xưa người ta chưa không yêu mình thật lòng hả? Tại sao người ta lại tệ với mình như vậy? 1000 cái câu hỏi, 1000 cái câu tại sao, 1000 cái thắc mắc xuất hiện. Huống hồ bây giờ mình nhìn đi nhìn người ta có vợ, làm sao mình chịu đựng được? Thí dụ mà mình có người yêu rồi đi, cũng không việc gì mà phải dắt người yêu mới của mình đi tới chỗ người yêu cũ á. Thứ nhất là người yêu mới của mình sẽ nghĩ là mình còn vương vấn người cũ cho nên mới quan tâm như vậy. Nếu bạn không còn quan tâm nữa, khi bạn không còn để ý và trân trọng cái gì nữa thì bạn mặc kệ nó mà. Vậy thì bạn tới đây dẫn theo người yêu mới sẽ nghĩ là bạn đang muốn cho người yêu cũ thấy là bạn ổn, bạn tốt, thì họ sẽ cảm thấy bị tổn thương. Cho nên thật ra là hay giỡn với nhau là mình sẽ làm cái gì đó đẹp hơn, lồng lộn hơn để xuất hiện trước mặt người yêu cũ. Không cần phải như vậy mọi người. Mình không cần phải chứng minh cho người yêu cũ thấy mình đang ổn và đang tốt. Mình cần chứng minh cho mình thôi. Cần chứng minh cho cuộc sống mình thấy là mình đang đẹp lên hàng ngày, mình đang tốt lên hàng ngày. Còn người yêu cũ là chuyện cũ, kệ, dẹp nha. Rồi nhắc tới câu chuyện của người yêu mới của người yêu cũ đi.
Bây giờ có những cô cũng rất là ranh ma. Cô đã tìm về Facebook của mình, ví dụ như tìm về Facebook của Yến đi, xong rồi tìm thông tin của Yến, rồi inbox cho Yến, nhắn tin dọa dẫm Yến, xong rồi hỏi han, đặt điều, nói chung là gây sự với mình. Thì Yến xử lý như thế nào? Nếu là Yến Yến thấy như vậy nè, mấy bánh bèo mắc cười, làm mấy cái chuyện dở hơi. Thật ra tại vì người ta không có niềm tin vào tình yêu của người ta, nên người ta mới phải sợ hãi và làm mấy cái trò ngông cuồng như vậy. Bình tâm lên mọi người, hãy đơn giản bình tâm lên. Yến vẫn biết những cái câu chuyện như vậy nha, không chỉ đơn giản là inbox thôi đâu, mà đòi gặp mặt kìa, rồi tới chỗ, rồi gửi thư quấy phá, rồi còn kiểu là tới chỗ làm của mình á, tới chỗ làm của cái bạn hiện bạn cũ á, quậy nữa. Tại vì người ta không có niềm tin. Vậy thì mình hãy nhẹ nhàng thôi mọi người. Khi mà kết thúc tình yêu, cái điều quan trọng nhất mà mình cần làm để mình thấy mình tốt hơn, để mình thấy mình đẹp hơn á, cao thượng lên. Hãy nói với cái người yêu mới của người yêu cũ mình á. Khúc này nó hơi rối ha mọi người. Cái người yêu cũ của người yêu mới của người yêu cũ mình á, bạn không có niềm tin vào tình yêu của mình hả? Hay sao mà phải inbox cho mình? Hay sao mà phải liên hệ với mình? Bây giờ muốn biết là người yêu của bạn có yêu bạn không á, thì về hỏi ảnh, về cái ảnh chứng minh đi, đừng làm phiền mình. Hai bạn đừng có làm phiền mình quá, mình cảm thấy mệt mỏi lắm. Yến đã từng bị rồi, người yêu mới của người yêu cũ liên hệ với mình, xong mình đã cảm thấy ô, hai đứa này nực cười nhỉ. Xong Yến đã nhắn tin thẳng cho cái anh người yêu cũ là em mới nhận được tin nhắn từ người yêu của anh, chụp màn hình gửi qua. Hai bạn rảnh quá ha, hai bạn ý bạn bỏ mình đi, bạn chưa thấy đủ vui hay sao, còn cho người yêu tới đây làm phiền. Lần này thôi, lần sau mình dằn mặt đó nha. Thật ra mình nói vậy thôi, chứ lúc đó mình cũng buồn thiệt. Tại vì mình thấy là người ta đã bắt đầu với người mới, mình vẫn còn ngồi ở đây có một mình nên mình buồn. Mình thấy là người ta đã có tình yêu mới nhưng mà cái tình yêu nó cũng lung tung, nên là mình cũng hơi buồn, nhưng mình cũng mắc cười. Mình mắc cười đây là gì biết không mọi người? Mình hả hê. Bản tính của mình không có cao thượng mọi người. Tất cả con gái tụi mình đừng có cao thượng. Thật ra tụi mình chỉ nghĩ là mình cao thượng thôi, chứ mình phàm tục lắm mọi người, không có cao thượng đâu. Hồi xưa yêu mình á, không trân trọng mình, giờ gặp được bánh bèo, trời nó kiểu yêu từ lưa, yêu kiểu không có trân trọng, yêu kiểu không có đàng hoàng, mình cảm thấy hả hê lắm. Rồi mình thấy cái người yêu cũ, hai người không có, người yêu mới của người yêu cũ mình không có bền vững, mình cũng hả hê nữa, hả hê lắm mọi người. Nhưng mà hãy sang lên, theo Yến là hãy sang lên, hãy kiểu ghê gớm lên bằng cách là hãy liên hệ. Và nếu mà mình không có muốn người ta quấy rầy mình nữa thì hãy rõ ràng, hãy rõ ràng với cái người yêu cũ của mình. Ừ, hai bạn đừng làm phiền mình nữa. Anh nói với người yêu của mình á, đừng làm phiền em nữa, em thấy mệt mỏi lắm. Mà nếu mà ảnh kêu là kệ em đừng quan tâm, thì hãy mới nói ảnh là nếu mà đừng xuất hiện á thì em sẽ không quan tâm. Đằng này đã inbox trực tiếp rồi, hai người muốn gì? Đó, kiểu như vậy. Và chụp cái màn hình đó lại gửi cho cô kia. Mình không có muốn đôi co, dông dài, mình có muốn phải ba mặt một lời. Tại vì mình đâu có phải là nhân vật trong câu chuyện này, chỉ là người ta đang muốn quấy rầy mình thôi. Tại vì người ta ghen tuông thôi. Và bây giờ mình nhìn thấy người ta ghen tuông, thấy người ta yêu đương thì mình đau lòng thôi. Cho nên là tốt nhất là hãy cứ rõ ràng một lần, hãy cứ sang và cao thượng lên một lần thôi. Tôi, anh đó, hết lâu rồi. Còn nếu mà bạn ghen á, thì ghen ở đâu ghen, đừng quay qua đây. Tôi mệt mỏi lắm, tôi không có muốn xuất hiện trong câu chuyện này nữa. Thật ra con gái khi mà người ta đã chắc chắn được là cái người yêu cũ không còn tác động được nữa thì họ sẽ không liên hệ với mình nữa, mà họ sẽ tìm cái anh người yêu đó để trách móc. Còn mấy cái cô mà ngang ngược á thì hãy giải quyết những cách ngang ngược, không có việc gì mà phải cao thượng với mấy cô đó. Hãy cứ ngang ngược với cô đó. Rồi không còn mình muốn nữa, một cái cách mà Yến hay làm là nhây. Mọi thứ trên đời là được giải quyết bằng cái việc nhây. Ủa bạn không có niềm tin vào tình yêu của bạn hay sao mà bạn phải liên hệ với mình? Ừ, mình thấy người yêu của bạn dạo này hơi ốm nha. Câu thôi là người ta chết đứng chết ngồi, kiểu tại sao nó lại quan tâm với người yêu của mình, tại sao nó biết người yêu của mình ốm, ốm chỗ nào, tại sao mình không nhìn thấy mà nó thấy. Xong sẽ làng lạc là hai người qua lại thế này kia. Ủa bây giờ xong rồi thí dụ mà nó hỏi mình là hai người qua lại thế này thế kia, bla 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 gặp nhau ở ngoài sau lưng tôi. Ủa bây giờ giờ giấc hay là công việc thời gian của người yêu mà bạn cũng không nắm, bạn phải hỏi mình nữa hả, hay là bạn muốn mình trả lời cái giờ giấc của ảnh đó. Đó là một cái trò nhây để mình vừa hả hê mình vừa làm mình bớt đau lòng, mà mình vừa làm cho đối phương kiểu cuống cuồng lên. Nhưng mà tốt nhất theo cá nhân của Yến thì hãy rõ ràng một lần thôi. Hãy cho người ta thấy là mình không có còn can thiệp vào cái mối quan hệ này nữa. Mình và cái người yêu hiện tại của cổ không có liên hệ với nhau hết á. Cho nên là làm ơn né tôi ra để mình được bình thản thôi mọi người. Cuộc sống này á, mọi thứ đều cần duy nhất có một thứ thôi, là bình yên thôi. Cho nên là né mấy cái thị phi ra, né mấy câu chuyện ồn ào ra để được mình sống nhẹ nhàng từng ngày thôi.
mình dính vào, mình dính là làm cái gì trong khi mình đã từng đau khổ rồi, mình dính vào làm cái gì trong khi mình đã từng thất vọng rồi. Cho nên là làm ơn đi chỗ khác trả lại bình yên cho tôi đó. Thế thì những cái xung đột đến từ phía người yêu cũ của mình á và người yêu mới của người yêu cũ á, ý nghĩa là do từ phía người yêu mới của người yêu cũ hay là do cái người yêu cũ của mình? Do cả hai, do cả hai chắc chắn. Tình yêu đâu phải từ một người đâu. Hai người yêu nhau mà người nữ không tin tưởng người nam thì có phải là người nam làm cái gì đó người nữ mới không tin tưởng? Ví dụ giống như là điện thoại thì pass màn hình á thì cho em biết, nhưng mà pass Messenger, pass Zalo, pass Facebook á thì ẩn đi. Em đừng có biết mấy cái này làm gì. Công việc của anh thôi. Thật ra là đôi khi con gái biết mấy cái đó cũng không tọt mặt đâu. Mà thật ra là Yến chỉ muốn cảnh báo với bạn nữ thôi. Biết càng nhiều càng khổ nha mọi người. Biết ít một chút là tốt một chút. Yến đã từng có một mối quan hệ và từng biết bạn của mình có một mối quan hệ. Tại vì biết quá nhiều á, cho nên là cổ nhìn thấy được là người yêu của mình giấu cổ quá nhiều thứ. Không ở trong chuyện tình cảm mà giấu trong tính cách. Thế là cổ bắt đầu sinh ra nhiều thứ ngờ vực, sinh ra nhiều cái nỗi lo và sinh ra nhiều cái khúc mắc. Thế là mọi thứ nó rối tung lên và chấm dứt. Cho nên là biết ít thôi. Tuy nhiên là cái người con gái mà nghi ngờ chàng trai về cái việc mà phải ẩn bass, ẩn Facebook này kia, tại vì ảnh ngờ vực mà, ý tại tại vì ảnh giấu giếm mà càng giấu giếm thì con gái là càng tò mò, càng giấu giếm thì con gái lại sinh ra đa nghi, anh này phải làm cái gì đó sau lưng mình đó. Nếu mà không có lửa thì không có khói, nếu mà đàn ông rõ ràng thì phụ nữ đâu có phải ganh ghét hay là phải ghen tuông làm gì, rất là dễ thôi. Cho nên là nếu mà trong cái câu chuyện của người yêu cũ với người yêu mới mà hai người đó thương nhau thiệt á, hai người đó hạnh phúc với nhau thiệt và hai người đó trân trọng nhau thiệt á, thì họ sẽ có một câu chuyện đẹp. Còn một trong hai người quay lại với mình hoặc là một trong hai người á có cái gì đó lấn cấn ở quá khứ, có cái gì lấn cấn ở chuyện cũ á, không phải là do mình, do cả hai người đó. Một người không có niềm tin và một người không tạo được niềm tin, một người không cho người khác được cảm nhận được cái sự trân trọng và một người đang thờ ơ trong cái mối quan hệ đó. Và đó là chuyện của người cũ, không phải là chuyện của mình. Cho nên đừng xen vào, đừng có ngồi đó nói là tại sao anh không chọn em, ngày xưa em có làm như vậy đâu, thế này thế kia. Không, họ không phù hợp với mình, họ không dành cho mình. Không việc gì phải quan tâm nha, không việc gì phải quan tâm. Ngay cả việc là thấy họ rối tung lên cũng đừng có rảnh, đừng có ở không. Gái hay có cái trò vô nhắn tin, anh dạo này sao? Em thấy hình như là anh hơi khúc mắc chuyện tình cảm mà. Bây giờ người ta có khúc mắc hay không thì người ta cũng không có còn thuộc về mình nữa, người ta cũng không có còn, mình không có còn quan trọng nữa, mình nói vậy làm cái gì? Để trong cái lúc mà người ta bị mũi lòng, người ta bị kiểu suy sụp một tí, người ta lại nhào về với mình à. Vậy chẳng khác nào mình là một cái nhà trọ đó, lúc nào buồn thì anh tìm tới em, hay là một cái quán bia, lúc nào chán thì anh đi giải sầu, còn lúc bình thường thì dành cho một cái người khác. Đừng bao giờ biến mình thành một cái nhà trọ hay là một cái quán bia để ở tạm và giải sầu nha. Hãy biến mình thành một cái căn nhà để mình là nơi trú ẩn, là nơi chia sẻ, là nơi vui vẻ với nhau, mọi người hiểu không? Còn kiểu chuyện người cũ thì kệ họ, không có việc gì hết. Còn hai người mà lục đục với nhau đó là do chuyện của họ, không cần quan tâm. Nhân tiện nhắc về chuyện mà sự thay đổi với niềm tin đi, thì nhiều người bảo là chúng ta sẽ biết rõ bản chất của đàn ông sau khi mà chúng ta chia tay xong. Bởi vì sau khi chia tay thì thường tính cách của hai anh là cứ như hai người khác nhau hoàn toàn, thay đổi 180 độ. Thế đối với câu chuyện của Yến và những người đã chia sẻ câu chuyện với Yến như thế nào? Sau khi chia tay ha, mình mới nhìn thấy được là cái người mà mình yêu á, người ta phũ phàng với mình như thế nào. Mình mới nhìn thấy được là cái người mà mình từng trân trọng á, người ta tạ bạc với mình như thế nào. Hồi xưa thì mở miệng ra là anh yêu em nhiều lắm, mọi thứ có thể mất hết, nhưng anh không thể mất em được. Anh cảm thấy là trên đời này thứ mà anh trân trọng nhất là em. Sáo rỗng, rất sáo rỗng. Đó là Yến nhìn thấy thôi. Nhưng mấy bạn nữ đang yêu sẽ cảm thấy mấy cái điều đó thật là hạnh phúc, những cái điều đó thật là đáng trân trọng. Nhưng mà sau khi chia tay á, khi mà bạn níu kéo, nhất là cái giai đoạn mà kết thúc bạn níu kéo, người ta quay lưng đi, sau đó bạn nhìn thấy người ta sống tốt hơn, này kia hơn, thì bạn sẽ nhìn thấy là không phải là người ta khác đi đâu, hay là người ta thay đổi sau khi yêu bạn đâu. Chỉ là người ta trở về bản chất thật của con người ta thôi. Cái lúc đó là cái lúc mà người ta cảm thấy thoải mái nhất, cái lúc đó là cái lúc mà người ta cảm thấy nó nhẹ nhàng nhất. Và lúc đó là lúc bạn nhìn thấy rõ ràng là mình với người ta không có phù hợp dành cho nhau. Đàn ông sau khi chia tay á, sẽ có những người tệ hơn, nhưng cũng có những người tốt hơn. Thật ra không phải là họ không tốt đâu, hay là họ rất tệ mà họ giấu đâu. Chẳng qua là họ chỉ đang gồng mình, đang chịu đựng và đang phải ép mình vì bạn thôi. Cho nên là khi mà ép mình tới một thời gian nào đó không chịu nổi thì họ trở về bản chất thật của con người họ.
bạn đừng có nghĩ là cái người đàn ông đó tốt hơn là tại vì đã từng yêu bạn, họ nhận ra nhiều thứ. Không có. Không có đâu mọi người, không có. Bạn nhìn thấy họ xấu bởi vì bạn và họ không phù hợp. Yến vẫn nghĩ là mình hãy nhẹ nhàng với người yêu cũ một chút xíu, để mình nhẹ nhàng với mình thôi. Thật ra mình cứ chửi người yêu cũ thôi, tại vì nó từng làm mình đau mà, từng làm cho mình tổn thương mà. Nhưng mình hãy nhẹ nhàng để mình cảm thấy mình nhẹ nhàng hơn một chút. Còn bây giờ mình cứ nặng nhẹ với người yêu cũ, mình chửi người yêu cũ để cho mình lúc nào cũng nghĩ về người yêu cũ. Khi mà bạn cứ nhắc về cái gì hoài á thì bạn sẽ không có quên được. Khi bạn cứ nhớ về cái gì hoài và cứ nghĩ ra hoài á, bạn cứ kể về nó, bạn cứ chửi về nó thì có nghĩa là bạn suy nghĩ về nó nhiều quá. Còn khi nào mà bạn không còn nhắc tới nữa, nghĩa là họ biến mất rồi. Vậy cho nên là những cái người đàn ông sau khi chia tay họ tốt hơn hay là xấu hơn, kệ họ. Nhưng quan trọng là họ có liên lạc, họ có nhắn tin, họ có đăng gì trên Facebook, trên Instagram, hay là họ có làm gì trên cái phương tiện mà mình có thể nhìn thấy được. Mặc kệ họ tốt hơn hay xấu hơn, không có thuộc về mình nữa. Tốt hơn hay xấu hơn, do hay không do thì họ cũng không phù hợp dành cho mình đâu. Đừng có quan tâm nhiều quá. Cái câu chuyện mà về người yêu cũ nó dài lắm mọi người. Nó sẽ là một cái tuyển tập không có giới hạn, dài hoài luôn á. Nhưng mà nếu mà mình cứ kể hoài, mình cứ nhắc hoài thì mình sẽ đau lòng hoài. Nhiều lắm. Cái việc đầu tiên khi mà mình chia tay á, là mình, hồi xưa mình lúc yêu không có đâu nha. Trời, lúc yêu lúc nào mình cũng muốn được người ta cưng chiều và trân trọng hết. Không có chuyện mà mình đi vô Facebook người ta mình coi từng cái một đâu, không có đâu. Nhưng mà khi chia tay rồi á, mình coi từng cái like, từng cái comment một ở trên Facebook người ta. Mình coi từng cái thả tim một. Nhiều khi mình ẩn hết, unfollow hết tất cả mọi người, chỉ để trên feed mình hiện duy nhất một cái người thôi, là người yêu cũ, để xem là người ta đã từng như thế nào. Rồi còn có một cái trò rất buồn cười, đó là xem lại tin nhắn người yêu cũ. Ngày xưa anh ngọt ngào bao nhiêu, cái lúc chia tay anh lại quá đáng giường nào, lại thẳng thần, lại đoạn tuyệt, lại tuyệt tình đến giường nào. Mình lại coi lại, xong mình lại đau lòng lại một mình. Xong rồi mình bắt đầu tìm, xong mình bắt đầu suy nghĩ, tại sao anh lại làm như vậy với em, tại thế này thế kia. Ngày xưa anh đi với em, tại sao anh mặc đồ xấu như vậy, anh không hề có một cái style nào hết. Vậy tại sao mà lúc chia tay xong anh đẹp hơn vậy? Rồi tại sao anh lại mọi thứ được túc tát đẹp hơn, mọi thứ lại trở nên hấp dẫn hơn, tại sao vậy? Kệ người ta. Phải hiểu rõ là bây giờ mình chỉ có một đối tượng mình cần quan tâm là mình thôi. Còn người ta như thế nào á, kệ họ, không có thuộc về mình. Đàn ông mới chia tay thì sẽ có xu hướng là thấy thoải mái hơn sau khi kết thúc một cuộc tình. Thoải mái lắm. Đi ăn nhậu với bạn bè, đi hú hí với bạn bè, vui chơi, quẩy các kiểu. Con gái mình sau khi chia tay á, rơi vào một cái vực đau khổ, bị ủy mị. Rồi tiếp theo, cái đoạn tiếp theo, khoảng vài tháng tiếp theo, khi mà đàn ông đã quẩy xong rồi, họ mới tìm thấy là họ trống trải. Họ cần một cái người chia sẻ nhiều hơn là những cái cuộc vui sớm nở chóng tàn, vui đó rồi quên đó. Họ cần một cái người ngồi kề cạnh họ, cần một cái người để lúc mệt mỏi họ nghĩ về, cần một cái người để lúc mà họ chán nản có thể sẻ chia. Phụ nữ sau khi chia tay xong, sau cái thời gian đau khổ đó thì sẽ là biết nghĩ cho mình hơn, biết nhìn về những cái đổ vỡ của mình và biết thương bản thân mình hơn, nên là từ từ chăm chút. Rồi tiếp theo, giai đoạn tiếp theo là đàn ông bắt đầu đau khổ. Họ đau khổ chậm hơn phụ nữ của tụi mình. Họ đau khổ theo kiểu là mình đã từng từ bỏ một cái người rất là thương mình. Mình đã từng từ bỏ một cái người rất là trân trọng mình. Mình đã từng từ bỏ một cái người mà rất là chăm chút cho mình. Lúc đó họ mới nhận ra họ nhận bị chậm á mọi người. Đó, họ nhận bị chậm hơn mình. Lúc đó họ mới đau khổ, họ mới tìm cách quay về. Trong khi con gái tụi mình tới thời điểm đó là tụi mình bắt đầu, sau khi nhận ra là mình cần phải thương mình hơn, là mình bắt đầu đẹp hơn, bắt đầu sang hơn, bắt đầu xịn, thơm và ngon hơn. Cái lúc đó mọi người phải nhìn thấy thời cuộc nó thay đổi rồi. Cho nên là cái câu chuyện tiếp theo mình là đã thơm, đã ngon, đã xịn hơn thì dành cho người mới. Đừng bao giờ quay lại với người cũ. Tại vì cái câu chuyện cũ là ok, bây giờ anh đang đau buồn, anh đang cô đơn, anh đang tuyệt vọng, anh không tìm được người mới nên anh quay lại với mình. Còn bây giờ mình thơm, ngon, đẹp hơn rồi, việc gì mình phải quay lại với anh. Những chuyện cũ sẽ xảy ra khi mà anh lại có mình thì anh bắt đầu là chán mình, là nó bắt đầu ép gồng mình để có thể phù hợp hơn. Mọi thứ lại quay về một cái vòng cũ, mình lại rơi vào cái chuyện cũ là lại đau buồn một lần nữa. Chi? Đó. Cho nên là sau chia tay, người ta như thế nào, tốt hơn, xấu hơn, kệ họ, không quan tâm, quan tâm mình thôi nha. Nhà Yến có cái bí quyết nào dành cho những cô gái sau khi chia tay không? Khi mà trong cái khoảng thời gian mà phải rời bỏ cái ký ức cũ, rời bỏ người yêu cũ của mình, làm sao vượt qua khoảng thời gian đau buồn đó nhất có thể để tới với cái tình trạng là tự yêu bản thân mình? Nó sẽ khác nhau ở từng người. Nó sẽ rất khó
khó chứ không phải là không thể. Mọi người phải nhớ rõ là Yến nhấn mạnh là để quên một người và để có thể đi qua cái chuyện tình đó nó sẽ rất khó, rất đau buồn. Mình không thể một sáng thức dậy mình nhìn thấy, giống như mình nhìn thấy anh Caramel đó, đẹp trai quá, yêu liền. Không được. Mình phải cùng nhau sẻ chia, mình phải cùng nhau đi qua nhiều thứ thì mình mới có thể yêu thương được. Cho nên là khi mà mình kết thúc thì mình sẽ rất đau buồn nhiều lắm. Cho nên là ý Tần nói là quên một người là cả một cái hành trình dài, đi từ rất nhiều thứ. Việc đầu tiên của bạn khi kết thúc á, bạn phải biết là Long Hoàng phải hiểu như vậy nè, con gái tụi mình khi mà kết thúc với người mà mình thương, mình trân trọng á, thì có những cái cảm xúc mình không kiểm soát được luôn. Một cái sáng mình thức dậy, việc đầu tiên mình bật dậy, dù mình ngủ mới có 2-3 tiếng, mình tự nhiên mình bật dậy, mình đã ngồi im đó. Mình không biết, mình không khóc nha. Không khóc à? Không khóc, mình đã ngồi trơ đó, mình không hề khóc, nhưng nước mắt mình chảy dài vậy nè. Và cái nước mắt đáng sợ nhất là nó chảy ở cái phần không phải phần đuôi mắt đâu mà ở phần đầu mắt. Nghĩa là nó tồn động quá nhiều thứ trong giấc ngủ của mình rồi. Mình không chảy được bình thường như mọi người nữa mà nó ứa từ bên đây ra. Mình đã ngồi im đó và người mình thẫn thờ. Cả ngày mình không ăn nhưng mình không đói, mình không uống nhưng mình không khát. Mình dù có ngồi trên bàn làm việc á, mình có thể làm theo một cái lập trình như một cái con robot á, nhưng mà không có cảm xúc. Sau khi mình tắt máy, đóng láp lại, mình ngồi im đó, mình nhìn bốn góc tường, mình không hề có cảm xúc gì hết. Nhưng mà mình không thấy người mình mệt luôn nha. Mình chỉ cảm thấy người mình trống rỗng. Trống rỗng đến độ mình ngất đi nhưng mình không biết tại sao mình ngất. Mình nằm im đó mình không thở được luôn. Đến nỗi không thở được và mình phải mở miệng ra để mình có thể hít từng hơi một rất khó khăn, rất mệt mỏi. Đó là cảm giác khi mình phải rời bỏ người yêu của mình, rời bỏ cái người mình rất thương. Sau đó, mọi người sẽ nhìn thấy là có giai đoạn Yến đã phải đi bơi để mình có thể khóc dưới hồ bơi. Tại vì mình sợ mọi người thấy mình yếu đuối, tại vì mình sợ người ta thấy mình tệ đi á. Mình nhảy xuống hồ bơi và mình uống nước rất nhiều, tại vì lúc mình khóc thì mình không có điều tiết được hơi thở của mình. Rồi mình ra chạy bộ. Mình ra chạy bộ để làm gì? Để mình mệt thật là nhiều á, mệt nhòa đi để mình có thể ngủ một giấc thật sâu. Nhưng mà vốn dĩ là mình không ngủ sâu được đâu mọi người. Mình chắc chắn là không ngủ sâu được. Một giấc ngủ của mình á, bình thường là 7-8 tiếng đúng không? Tuy nhiên cái lúc mà mình chia tay á, 2 tiếng mình giật mình dậy một lần, mình mở mắt lên, mình nhìn thấy không thấy gì hết, tối thui, nhưng nước mắt mình vẫn cứ chảy. Mình biết là người mình không nghĩ về người ta nữa, nhưng mà nó nhói lắm mọi người. Giai đoạn đó mình chưa nhớ về kỷ niệm đâu. Giai đoạn đó là giai đoạn bị tuyệt vọng, bị mất đi và bị kiểu cảm giác mình bị thất bại một cái gì đó ghê gớm lắm. Trời ơi, nó tuyệt vọng khủng khiếp mà Long Hoàng chưa tưởng tượng là mấy bạn nữ đã trải qua như thế nào đâu. Xong rồi. Đã được nghe kể rồi. Mấy bạn nữ có thể chạy xe suốt ngoài đường vậy đó, thẫn thờ, không biết là chuyện gì đang xảy ra. Cứ vừa chạy vừa khóc. Có bạn còn đeo khẩu trang vô để khóc to, thật là to, đứng giữa đường khóc. Trời ơi, mình chỉ muốn đứng ở giữa ngã tư, mình gào lên cho cả thế giới biết là tao đang rất là đau lòng thôi. Nhưng mà xong hết rồi thì mình về tới nhà của mình, mình lại chui vô phòng của mình. Mình lại nhìn thấy mình với bốn góc tường. Mình lại nhìn thấy mình có một mình à. Mình lại nhìn thấy người ta rời bỏ mình đi. Cho nên cách tốt nhất để mọi người có thể vượt qua là làm cái gì? Yến thấy việc đầu tiên mình phải làm đơn giản nhất với mình á, đi tới thẳng cái bình nước ở nhà mình, uống một cốc nước thật là to và hít một hơi thật là sâu, sau đó thở ra. Để làm cái gì? Để mình có nước, để mình không có bị người mình bị khô đi. Mình phải có năng lượng thì mình mới có tiếp tục cuộc sống của mình trước khi mình bình tâm lại. Tại vì cơ thể của mình ngoài tinh thần thì nó còn có thể chất nữa. Thể chất của mình cần ổn hơn một chút để vực tinh thần mình dậy. Uống nước thì nó dễ dàng hơn là ăn. Bạn sẽ nghĩ là con gái buồn thì sẽ ăn đúng không? Nhưng mà khi bạn rơi vào một cái tình trạng là buồn quá thể, bạn không còn sức để nhai nữa. Bạn cảm thấy đồ ăn là cái gì đó rất ghê gớm, bạn không có muốn đụng tới nữa. Giấc ngủ là cái gì đó rất mệt mỏi, tới khi bạn lả đi là bạn nằm tạm thời thôi. Bạn sẽ bật dậy ngay đó. Mà bạn giật bật dậy, bạn cảm thấy người bạn mệt mỏi, đau khổ, nặng nề đi. Đó, xong rồi sau đó hãy uống một cái cốc nước. Sau khi uống cốc nước đó xong, người mình có nước rồi nè, hãy đi ra liền phòng tập kim. Mặc dù lúc đó rất đau buồn, mình gập bụng một cái, mình đi có vài bước trên máy chạy bộ thì mình cũng cảm thấy người mình không còn sức nữa. Hãy đi thật nhiều vào, hãy nhớ là đi thật nhiều vào. Tại sao mọi người biết không? Lúc đó cơ thể mình nó có diễn ra quá trình trao đổi chất. Nó diễn ra quá trình
gọi là đào thải những cái chất xấu đi, mồ hôi ra thì mình sẽ cảm thấy người mình nhẹ hơn một chút. Nếu mà tinh thần mình đã yếu rồi, mình lại mặc kệ, mình cứ nằm một đống đó thì mình sẽ càng ngày càng tệ đi, không ăn, không uống, không suy nghĩ, không trao đổi, không có gì hết thì mình cũng sẽ không còn tồn tại nữa. Bạn có muốn tốt hơn, bạn có muốn yêu một lần nữa, bạn có muốn trở nên xinh đẹp hơn thì bạn phải còn sống, bạn mới làm được. Cho nên là bạn phải ăn uống, nhưng mà mình không ăn được thì mình phải uống vô để mình đi ra ngoài, mình đào thải bớt ra. Khi mà cơ thể mình được đào thải mồ hôi ra, khi mà cơ thể mình được vận động á, thì những cái năng lượng tích cực á, nó sẽ xuất hiện, và những cái tiêu cực nó sẽ từ từ một. Cơ thể mình có khỏe mạnh thì tinh thần mình có tích cực được. Sau khi chạy bộ xong, hãy về nhà, lúc đó mệt rồi, hãy tắm. Có khóc trong lúc tắm thì cứ khóc, có lúc có buồn thì cứ khóc. Rồi hãy tìm một cái người bạn để mình có thể nói chuyện. Mọi người hay có trò tâm sự cùng người lạ đó, nhưng mà tốt nhất là hãy là một bạn nữ nếu mình là nữ, là một bạn nam nếu mình là nam. Hoặc là nếu mà có một người bạn đồng tính thì hãy trò chuyện, đừng tìm người khác giới, và nhất là nữ mà đi tìm nam hoặc là nam mà đi tìm nữ. Chết. Mà nhất chết, là chết. Cái người kia đang có một mối quan hệ thì mình là dính vào tiếp một cái cuộc tình mệt mỏi. Người kia lắm. Đang có thích mình thì mình đi chia sẻ là chết luôn. Đó, cho nên đừng như vậy. Cái lúc đó mình không phù hợp để bắt đầu một cái mối quan hệ nào hết. Lúc đó mình cũng không phù hợp dành cho ai hết. Lúc đó mình phù hợp để ngồi yên ở đó, để từ từ bình tâm lại từng bước một thôi. Lúc đó mà mình bắt đầu với một người mới vì mình nghĩ là mình cần một cái người lấp đầy cái nỗi trống trải của mình á, là mình ác với mình và ác với người kia lắm. Tại vì vốn dĩ mình đã quên được người cũ đâu. Người kia chỉ là một cái hình nhân thế mạng thôi, và chắc chắn là người kia với người cũ khác nhau. Nhưng mà bây giờ mình đang nhớ thương người cũ, đang nhung nhớ người cũ, thì mình chỉ muốn được gặp những cái người cũ đã từng làm cho mình thôi. Vậy thì ác với người mới lắm. Cho nên là lúc đó đừng có bắt đầu với ai hết. Lúc đó cũng đừng có bắt đầu cái câu chuyện gì với ai hết á. Lúc đó hãy nghĩ về mình thôi. Xong rồi làm gì? Sau khi mình được trò chuyện xong, mình ăn uống xong, mình được tập thể lực xong, cơ thể mình nó bắt đầu có năng lượng một chút xíu rồi, thì hãy từ từ nhìn lại bản thân mình, soi gương. Mình sẽ nhìn thấy là vài ngày sau khi mà mình đau buồn á, làm người mình xấu đi khủng khiếp. Trời ơi, xấu ơi là xấu. Người mình xanh xao. Nhiều khi mà mình giảm cân một tháng không xuống được 1 ký, mà 2-3 ngày buồn thì mình xuống mấy ký đó mọi người. Trời ơi, tinh thần là cái kéo người mình ghê gớm lắm. Mình có thấy là trời ơi, tóc mình bắt đầu rụng nhiều hơn nè, rồi da mặt mình sạm đi nè, hốc mắt mình sâu thâm đen luôn. Mình cười, cả nếp nhăn rãnh nhăn đầy trên mặt mình. Rồi mình nhìn thấy người mình sơ sát, mình nhìn thấy người mình rạo rã đi. Từ từ thì mình sẽ tập được cách thương mình. Sau đó mình đi ra ngoài, Yến cũng một khoảng thời gian khá là dài. Sau khi vượt qua được cái cảm giác là mình quá cô độc và quá đau buồn á, thì mình bắt đầu cảm thấy mình thu mình lại. Mình không muốn tiếp xúc với ai hết. Mình chỉ làm việc thôi. Làm việc là theo kiểu là mình đóng cửa phòng lại vào cái studio mini của mình, bật máy quay lên, làm việc với cái máy quay đó, up lên xong rồi làm suốt ngày làm việc, và mình không muốn giao thiệp với ai hết. Sau đó thì mình thấy mình nặng nề quá, thế là mình chơi thể thao. Mặc dù mình cũng đã từng nhảy xuống hồ bơi để khóc hu 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 dưới đó. Hay là mình ra đường, Yến rất khùng mọi người. Yến đã từng ra đường đứng giữa ngã tư khóc hu 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 ngoài đường. Rồi Yến cũng đã từng đi chỗ đám đông ngồi khóc như một đứa con nít. Tại vì lúc đó mình buồn quá, mình không có còn sĩ diện, mình không có còn ai chú ý, ai nhận ra mình. Lúc đó mình cũng mặc kệ, tại vì lúc đó mình chỉ muốn sống vì mình, sống theo cảm xúc của mình, mình không giấu được nữa, mình đau lòng quá. Nhưng mà sau thời gian đó thì mình bắt đầu thu mình lại. Mình nghĩ là mình không phù hợp với đàn ông nữa, mình nghĩ là mình phù hợp với một mình thôi. Mình nghĩ là không ai lấp đầy được mình nữa. Nhưng mà sau cái thời gian mình cảm thấy bị cô độc đó, mình từ từ mở lòng ra hơn. Hãy tham gia nhiều hội nhóm vào, hãy tham gia những cái buổi giao lưu, gặp gỡ mấy em nhỏ, đi tham gia những cái buổi từ thiện. Tại vì những cái buổi từ thiện đó, mình nhìn thấy được những cái hoàn cảnh khó khăn thì mình sẽ kiểu là vực tinh thần mình hơn. Nhìn thấy người ngoài kia đau khổ thì mình sẽ cảm thấy là người ta đau khổ như vậy, người ta sống được. Mình chỉ vì yêu một người mà mình muốn chết hay sao? Mình sẽ nhìn thấy là mình sẽ cần tốt hơn. Thế là mình vực tinh thần mình từ từ. Sau đó thì mình sẽ nói chuyện với bạn bè nhiều hơn. Và trong cái lúc thời gian mình nói chuyện thì mình từ từ một cái ngày mình nhìn lại mình thấy, ủa, hôm nay cuộc sống của mình vui nè. Mình nhìn lại là sáng mình đi làm mình cũng có niềm vui. Mình mở mắt ra mình cũng nghĩ tới những điều tốt. Rồi hay là mình mở mắt ra mình cũng nghĩ tới mấy em nhỏ. Thì có nghĩa là cuộc sống của mình đang ổn từ từ rồi. Thời điểm đó phù hợp để cái người mới xuất hiện. Và nếu lúc đó không có ai xuất hiện, không sao. Lúc đó mình không khe ai hết, mình chỉ quan tâm tới mình thôi. Mình thấy cuộc sống của mình có niềm vui nè, có hạnh phúc nè. Mình được sẻ chia, không cần một người nữa mà mình có xã hội, mình có mọi người xung quanh sẻ chia với mình. Rồi có câu chuyện để mình quan tâm, không có một người yêu để mình quan tâm, nhưng mình có nhiều người để mình quan tâm. Đôi khi á, độc thân là một trong những cái
tình một cái trạng thái rất dễ thương để mình có thể thương mình, để mình có thể yêu mình. Nếu bạn không tìm được một người nào đó để bạn có thể chia sẻ và chia sẻ với bạn, một người nào đó để bạn có thể yêu thương và họ cũng yêu thương bạn, tìm được một cái người bạn trân trọng và họ cũng trân trọng ngược lại với bạn á, thì bạn không cần bắt đầu với ai đâu. Hãy yêu thương bản thân mình, yêu thương cuộc sống của mình, trân trọng công việc của mình và trân trọng mọi thứ của mình. Đừng bắt đầu với ai hết. Đừng cố gắng ép mình vào một mối quan hệ nào để chứng tỏ với mọi người là mình không ế, để chứng tỏ với mọi người là mình không độc thân, để chứng tỏ với mình là mọi người là mình cũng có tình yêu, để làm cái gì? Để sau cuối cùng á, bạn là người chịu thiệt, bạn là người đau lòng và bạn là người phải gánh tất cả cái hậu quả mà vì chứng minh cho mọi người thấy thôi. Cho nên là nếu nghĩ cho mình, sống vì mình thì hãy vì mình thôi. Ở ngoài đời người ta nói như thế nào đó là mặc kệ họ. Người ta nói á, theo bản năng của con người á, thì nếu mà người ta nói mình chống cự lại thì họ lại càng muốn nói. Còn nếu người ta nói mình mặc kệ, mình im lặng, mình mỉm cười nhẹ nhàng, cao sang, thảo mai một cái, họ chán, họ không nói nữa, thì mình sẽ sống vì mình nhiều hơn. Đó, đó là cái cách để mình có thể vượt từ từ một qua cái mối tình sâu đậm của mình. Còn nếu mà bạn đã có một cái tình yêu hời hợt thì không sao, nhẹ nhàng thôi, ăn chơi vài bữa với bạn bè, đi ăn đi uống rồi ăn thật nhiều vô. Thật ra đồ ăn là tụi mình quên buồn, nếu mình buồn ít đó mọi người, đi ăn nhiều vô xong mình đi tập thể dục, mình sẽ đẩy đà hơn, mình sẽ đẹp hơn, nhưng mà mình sẽ bớt buồn hơn. Thật ra là nếu mà bạn đã từng có một cái tình yêu cũ với một cái người yêu cũ mà mãi về sau này khi bạn bắt đầu với nhiều người bạn vẫn không thể quên được, hãy vui vì bạn đã từng một lần được sống hết mình, được yêu hết mình, chỉ là người ta không phù hợp thôi. Còn chuyện mà quên hay không á, nếu mà cả đời này bạn không quên á thì thật là buồn. Tại vì có một cái nỗi lo, một cái nỗi nhớ nhung mà mãi mình không có giải, một cái nút thắt mình không có gỡ được cả đời mình. Nhưng mà nó cũng là một cái điểm xuyến đặc biệt trên cuộc đời của bạn, tại vì đâu phải ai cũng được như vậy. Hãy nghĩ như vậy để thấy là cuộc đời của mình cũng đặc biệt hơn nhiều người đó. Còn nếu mà bạn đã từng đi qua nhiều mối tình và mọi thứ đều hời hợt, không sao, mình chưa tìm được người phù hợp để mình có thể trân trọng hết sức có thể. Không biết là Yến có bao giờ rơi vào tình trạng này hay chưa, đó chính là mình phát hiện ra bạn trai của mình hoặc là chồng của mình vẫn còn tiếp tục nhắn tin với người yêu cũ. Nếu mà nói là chồng hay là người yêu nhắn tin với người yêu cũ á, đó là một cái câu chuyện rất là đau lòng á. Giống như cái trường hợp khi nãy Yến có nói là bạn đừng bắt đầu với người mới khi mà bạn vẫn còn tơ vương với người cũ. Tại vì như vậy á, nó rất là quá đáng với người mới. Nhưng mà bây giờ lỡ mình rơi vào trường hợp là mình thấy cái người yêu của mình á vẫn còn tư tưởng với người cũ, hay là thấy chồng của mình vẫn nhớ như người cũ, đau lòng lắm. Đau lòng lắm luôn á. Tại vì mình cảm thấy là người ta không có trân trọng mình. Mình cảm thấy mình là như cái hình nhân thế mạng. Vậy thì mình phải làm cái gì bây giờ? Đầu tiên, ý nghĩ là mọi thứ trên đời này đều được giải quyết bằng việc ngồi lại và nói chuyện với nhau. Hãy hẹn một cuộc hẹn. Không, mình hẹn cuộc hẹn thì mất công người ta lại nghĩ là có vấn đề gì đó ghê gớm. Trong một cái buổi nói chuyện bình thường á, hãy khéo léo nhắc là kể về người cũ cho người ta nghe trước. Mình hãy kể về chuyện tình cũ của mình. Nếu mình chưa bao giờ có chuyện tình cũ, hãy bịa ra một câu chuyện của bạn bè để kể cho người ta nghe. Hãy khéo léo hỏi là anh có chuyện về người yêu cũ không? Kể cho em nghe với, để người ta kể. Và cái câu chốt sau khi nghe kể xong là anh có còn nhớ người yêu cũ không? Tất nhiên ai mà thú nhận mọi người, tất nhiên là không ai thú nhận hết á. Nhưng mà sau khi người ta trả lời xong, tất nhiên là người ta không thú nhận đâu mọi người. Còn anh nào mà thú nhận á thì anh nó cũng can đảm lắm. Nhưng mà dù người ta có thú nhận hay không á thì hãy nói với người ta là em nghĩ á là em mà có người yêu hay là chồng mà còn tư tưởng người cũ, chắc là em đau lòng lắm. Đau lòng nhiều lắm. Tại vì em nghĩ là em rất là trân trọng tình cảm của em rất là trân trọng tình cảm của đối phương, mà người ta lại không trân trọng em. Em cảm thấy em giống như là thừa thải. Hãy nói cho người ta nghe cảm giác của mình, để sau đó mọi người hiểu vấn đề là gì không? Nếu mà người ta thật sự thương bạn, bạn người yêu cũ chỉ là tình cũ không rượu cũng tới, người yêu cũ chỉ là những cái nhớ nhung ngày xưa mà người ta bất chợt nghĩ tới, chỉ là những cái kiểu là tạm thời qua lại vì lúc trống vắng thôi á, thì người ta sẽ biết phải làm cái gì. Nếu mà người ta trân trọng bạn thật thì người ta sẽ biết là phải dừng cái việc nhắn tin đó lại để quay lại. Bạn hãy chốt với người ta là nhỏ bạn em thế này thế kia nè, nó biết người yêu của nó, chồng của nó quay tơ tưởng với người cũ, nhắn tin với người cũ á, mà nó quỵ lụy lắm. Em nghĩ là nếu mà là em á thì em sẽ dừng lại luôn. Tại vì bắt đầu với một người, đi qua lại với một người mà người ta không có trân trọng mình á thì rốt cuộc cũng đi tới đâu đó.
mà sống trong cái tình cảnh như vậy thì đau lòng lắm. Cho nên là em á, là em dừng lại luôn. Chẳng thà đau lòng một lần thôi, chứ còn nuôi cái nỗi đau lòng đó lâu dài em sống không nổi, thì người ta sẽ tự biết là người ta phải làm cái gì cho bạn. Còn nếu mà người ta vẫn không làm gì á, thì bạn phải tự hiểu là à, chuyện tình của mình bắt đầu có chuyện rồi đó. Chuyện tình của mình bắt đầu rơi vào ngõ cụt rồi đó. Bây giờ mình nói vậy rồi mà người ta cũng không hiểu nữa. Ok, bạn cho là người yêu của mình không thông minh. Ok, người yêu của bạn không thông minh. Một lần nào đó nữa, hãy hỏi ảnh là người yêu cũ. Chắc chắn là bạn sẽ biết người yêu cũ của bạn, người yêu bạn tên gì, người yêu cũ của bạn, người yêu bạn ra sao. Ừ, dạo này em thấy bạn đó thế này thế kia. Người yêu của bạn sẽ kiểu là em đừng có ghen tuông vô cớ. Không, em không ghen, đó là sự thật. Mình hãy rõ ràng cho người ta thấy là em biết chuyện rồi đó, giờ anh tính làm sao. Nếu mà người ta nói là người ta sẽ chấm dứt với người cũ, ok, hãy cho ảnh thời gian. Tại vì ai trong đời thì cũng phải mắc sai lầm thôi. Hãy cho ảnh thời gian nếu bạn cảm thấy là bạn có thể tha thứ được và trân trọng được. Nhưng nếu bạn đã nói rồi, bạn vẫn cho thời gian rồi mà anh vẫn không thay đổi á, thì có nghĩa là anh coi bạn giống như là một cái chỗ dựa tinh thần chính và người kia là người phụ. Có nghĩa là bạn không có đủ an toàn, bạn không có đủ thấu hiểu, bạn không có đủ sẻ chia để anh có thể chia sẻ mọi thứ với bạn, để anh có thể kề cận bạn sớm tối và anh phải tìm thêm một cái người mới. Vậy thì thôi. Nếu mà bạn vẫn đang trong tình yêu á, thì thôi, mình tạm dừng ở đây để tìm một cái người khác tốt hơn. Mình tạm dừng một vài tháng để cho người ta có thời gian suy nghĩ nhiều hơn. Tạm dừng một thời gian để người ta có thể bình tâm trở lại và biết được là cái nào phù hợp cho người ta. Nếu mà người ta quay lại với bạn thì ok, mình vẫn còn thương họ. Họ đã quay lại với mình thì tụi mình tiếp tục. Tuy nhiên nếu mà người ta đi luôn thì coi như là mình đã từng rất yêu một người, rất thương một người, nhưng mà người ta không thương bạn. Và tình yêu mà nếu chỉ có một phía thôi thì cuối cùng nó cũng không có hậu đâu. Cho nên là thôi, kết thúc. Còn nếu mà bạn đã lập gia đình rồi và người chồng của bạn á tơ tưởng đến một cái người khác, thì nó như thế này. Tại vì đã lập gia đình rồi, mình cưới nhau tình yêu nó chỉ là một phần nhỏ thôi, mà tình nghĩa nó mới lớn. Hai người cưới nhau về bao nhiêu thói xấu, bao nhiêu tật hư thì nó lòi ra hết. Cho nên là nếu mà phát hiện chồng của bạn tơ tưởng đến người cũ á, thì hãy nói chuyện với chồng bạn trước. Anh đừng làm như vậy, thế này thế kia. Chồng bạn cũng ư hử đồng ý rồi, nhưng mà bạn phát hiện là chồng của bạn vẫn ngoại tình á, thì hãy nói chuyện một cách văn minh với người yêu cũ của chồng bạn. Chồng mình bây giờ không còn là người yêu của bạn nữa. Hãy rõ ràng, mọi người hiểu không? Và nếu chồng bạn vẫn tiếp tục thì hãy ba mặt một lời. Tại vì bây giờ kết hôn rồi, không phải muốn nói chia tay là chia tay, không phải muốn nói dừng lại là dừng lại. Tại vì nó khó lắm, nó ràng buộc về rất nhiều thứ. Cho nên là nếu mình nói hoài, nói mãi á, mà chồng của mình người ta vẫn không thay đổi, có hai cách giải quyết. Thứ nhất, ngày xưa ảnh cưới mình về là có gia đình hai bên. Bây giờ chuyện hai đứa mình nói mãi không được thì hãy nói chuyện với gia đình hai bên. Thứ hai, nếu mình đã làm hết mọi cách nhưng mà mình không muốn kinh động với gia đình hai bên, mình đã ba mặt một lời mà vẫn không được, thì hãy nói chuyện thẳng thắn với ảnh là anh muốn mình tiếp tục hay là mình muốn dừng lại. Dù bạn có kết hôn rồi hay chưa, thì hạnh phúc của đời bạn nếu bạn không tự quyết định và không tự dành về phía bạn á, thì không ai giúp bạn để dành về cho bạn đâu. Cho nên là hãy rõ ràng. Nếu mà bạn vẫn còn còn nếu mà trường hợp là bạn chấp nhận được việc chồng của bạn qua lại với người cũ, thì bạn sẽ sống trong một cái mối quan hệ dằn vặt cả đời. Nếu bạn nghĩ là bạn chấp nhận được thì bạn sẽ đau khổ cả đời, và cuộc sống của bạn đau khổ, bất hạnh hay là hạnh phúc là do bạn quyết định. Đó, đó là cách giải quyết khi bạn phát hiện ra chồng hay là người yêu cũ, người yêu của bạn có liên hệ với người yêu cũ. Vậy còn trong trường hợp mà những người vợ đi, những người đã lập gia đình rồi mà vẫn còn tơ tưởng tới người yêu cũ của mình thì sao? Vẫn mãi luôn luôn nhớ thương với hình bóng cũ, hay là cái người đầu tiên ấy? Nhưng mà khi nãy Yến có nhắc tới là người đầu tiên mình mãi không bao giờ quên được đấy. Thật ra là như vậy nè mọi người. Có những cái câu chuyện người vợ lấy chồng xong có con lớn tuổi luôn rồi, nhưng mà người ta mãi ở với chồng theo kiểu là vợ với chồng chứ không phải là người yêu ở với nhau. Cho nên là dù người ta ở, người ta vẫn làm sinh hoạt tốt, nuôi con tốt, lo cho gia đình trong ngoài tốt đẹp hết, nhưng mà trong lòng người ta có một cái nỗi trống trải, là tại vì cái nỗi đau với người yêu cũ người ta không có quên được. Thật ra nó rất khó mọi người. Người chồng lúc đó cần cái sự thấu hiểu nhiều hơn. Vì thứ nhất, khi mà người phụ nữ người ta cảm thông tới một cái đoạn là người ta phát hiện là ai là người cần nhất trong cuộc đời này thì họ sẽ đứng về phía đó.
người chồng tệ quá, người chồng kiểu là chỉ cần quăng cục tiền đó xong rồi yêu thương thôi á, yêu thương nhẹ nhàng kiểu là không có quan tâm nhiều lắm, rồi để quăng cục tiền về rồi em tự lo đi kiểu vậy. Thì cô vợ này chắc chắn cái người yêu ngày xưa sẽ trở lại, người yêu cũ sẽ trở lại, cô sẽ nhớ Nhung nhiều hơn. Nhưng mà nếu mà người yêu cũ chỉ nằm trong tâm trí thôi á thì mình không làm gì được. Tại vì nó nằm ở trong tâm trí của đâu có lộ ra ngoài thì không có gì là quá đáng, vì ai trong đầu của mỗi người cũng có một cái hình tượng mình hướng về hết á. Nhưng mà nếu mà cổ ngoại tình với người yêu cũ á thì nó là một cái câu chuyện rất khác nữa. Phụ nữ một khi ngoại tình với một cái người cũ á thì có hai trường hợp. Thứ nhất là cổ không có thể chia sẻ với chồng mình được và cổ không có hòa hợp với chồng mình được. Họ cổ không có thể nào chia sẻ, không hòa hợp được, không thể nào mà gọi là cảm thấy gia đình hạnh phúc, không thể nào cảm thấy được từ đồng cảm từ chồng của mình, nên cổ phải đi tìm người cũ. Còn trường hợp thứ hai là cái người chồng đó quá thờ ơ, quá phụ bạc với cổ. Và trường hợp một cái trường hợp ngoại lệ đó là tại vì cổ quá tệ. Thì trường hợp này á, nếu mà là người chồng á thì hãy nói chuyện. Đa phần những cái người đàn ông người ta sẽ kiểu làm ầm làm ĩ lên, cô cắm sừng các kiểu. Nhưng mà hãy nhẹ nhàng với người vợ của mình. Hãy nói chuyện rõ ràng là em có làm như vậy không? Tất nhiên lần nữa không ai thú tội hết. Nhưng mà nếu mà người phụ nữ, người vợ mà còn tơ tưởng với người cũ và hành động luôn á, thì hãy hỏi với vợ mình là em quý cái nào hơn? Là gia đình này, là con, là anh hay là cái người cũ? Nếu mà một cái người người ta có hiểu biết, một cái người ta biết được là cái nào đáng trân trọng hơn, là tình yêu hay là tình nghĩa, là một cái người yêu tạm bợ đó hay là một cái gia đình mình đã cất công xây dựng, thì người ta trở về. Thật ra mọi thứ đã thuộc về gia đình rồi, đã thuộc về vợ chồng rồi á, thì nếu người ta biết gia đình là trên hết, là tất cả, thì có bao nhiêu lầm lỡ ngoài kia, bao nhiêu yêu thương ngoài kia, họ cũng sẽ bỏ hết, gạt hết qua một bên và trở về với gia đình của mình. Tại vì tình yêu rồi người yêu bao nhiêu nhiều như thế nào đi chăng nữa thì nó cũng chỉ là cảm xúc tạm thời thôi. Còn gia đình á mới là cái lâu dài. Lúc bệnh tật, ốm đau, mệt mỏi á thì người yêu á tất nhiên sẽ không có xuất hiện đâu, sẽ bỏ bạn. Nhưng mà gia đình sẽ ở lại với bạn, sẽ chăm sóc bạn, sẽ lắng lo cho bạn và sẽ là người đồng hành cùng với bạn. Cho nên là nếu mà cổ không hiểu nó thôi thì chấm dứt. Còn nếu mà cổ phải hiểu ra điều đó, nhưng mà nếu cổ không hiểu thì mình phải cần người giải thích, soi đường. Và đã soi đường, đã giải thích rồi vẫn không hiểu thì bỏ. Nhưng mà nếu mà đã soi đường rồi, cổ nhận ra rồi thì hãy cho cổ một lần để làm lại. Tại vì vẫn là câu cũ, ai cũng có lầm đường hết. Đó, cho nên là hãy giúp đỡ để họ trở thành người lương thiện. Và một trong những câu chuyện éo le đến từ phía người cũ đó chính là không biết có bao giờ Yến đã bị đe dọa chưa? Đe dọa bởi người cũ, bởi cái việc mình người ta nói là giờ chia tay xong người ta đe dọa mình với người yêu mới bằng cách là tung ảnh nóng hoặc là clip sex chẳng hạn, hoặc là những cái thứ gì đó rất là đồi trụy mà hai người đã từng có với nhau. Đấy, thì bây giờ đứng từ phía một cô gái là nạn nhân đi, Yến cảm thấy thế nào? Đầu tiên là phải chửi với bạn nạn nhân trước. Ai biểu biến mình thành nạn nhân? Trời đất ơi, lúc mà yêu thương á, nói lời ngon ngọt thì hãy nghe bằng tai. Tai này, với tai này, quên đi. Cái lúc mà mình làm mấy cái chuyện nhạy cảm á, hãy lưu lại bằng suy nghĩ, bằng ký ức, bằng trái tim của mình. Không có việc gì lưu bằng hình ảnh hết. Khi mà nghe người yêu của mình á, nghe cái người kế bên mình nói là anh muốn lưu lại để sau này anh xem, thì hãy mạnh dạn nói với họ là tại sao anh không lưu lại em bằng trong ký ức của anh. Hình ảnh rồi sẽ mờ theo năm tháng, video rồi cũng sẽ yếu đi, cũng sẽ mất đi. Lỡ một ngày nó mất đi, thí dụ hình ảnh mất đi thì anh sẽ quên em hả? Hay là một ngày nào đó video bị hư, bị hỏng đi, tất nhiên mọi thứ sẽ xảy ra thôi, thì anh sẽ quên em hả? Chỉ có mình lưu lại bằng ký ức, lưu lại bằng trái tim và bằng cảm xúc của mình á, thì mình mới không mất đi được. Và người đàn ông nào nói là thôi anh muốn lưu lại bằng hình ảnh, anh muốn lưu lại bằng ký ức, em sợ gì, em không tin anh hả? Hãy trả lời với người đàn ông đó là không, tất nhiên em còn không tin em được nữa mà huống hồ tin anh. Bây giờ nếu mà mình muốn vui tiếp thì cất hết mấy cái đồ điện tử đó đi. Còn nếu mà mình muốn lưu lại cái đó thì chụp hình selfie bình thường. Đó, dẹp hết mọi thứ. Mọi người phải hiểu á là mình yêu bao nhiêu không biết, nhưng mà phải giữ cái điểm an toàn cho mình. Tại sao nó muốn chụp hình mình mấy cái lúc này kia nhạy cảm? Ủa, nó phải tính đường dài chứ đúng không? Ủa, bây giờ mình chưa có gì ràng buộc nhau hết, mình chưa có gì rõ ràng hết, chụp để lại làm gì? Để sau này tống tiền à? Hãy rõ ràng lên, hãy thẳng thắn lên. Mọi người phải biết là yêu á, tình yêu đó, nó xuất phát từ cảm xúc. Nhưng mà lúc yêu thì phải bỏ thêm 20% lý trí vô. Vui thôi, đừng có vui quá.
để một cái ngày á lầm đường, lỡ một cái ngày mình kết thúc rồi xong rồi người ta không coi mình ra gì hết, người ta muốn uy hiếp mình, người ta muốn tống tiền mình chẳng hạn. Rồi khoan, một phần nữa, nếu mình đang có tình cảm với một người mới, mình đã từng lầm đường lạc lối với người cũ, mình đã từng cho người cũ hết mọi thứ, thì khi bắt đầu với người mới trong một cái giây phút nào đó, hãy nói với người mới biết là em đã từng như vậy á, em đã từng vậy 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 với người yêu. Hãy cho người mới biết là mình không có giấu giếm họ, mình chân thật mọi thứ, mình rõ ràng mọi thứ. Nếu họ chấp nhận mình thì hai người vui, nhưng nếu mình họ không chấp nhận mình thì bạn đừng đau buồn hay là bị cảm thấy phẫn uất vì mình. Hãy nghĩ là người đó chưa phù hợp mình, người đó chưa đủ bao dung và chưa dành cho mình. Nếu mà một cái người đàn ông nói với bạn là em đừng lo, anh không yêu quá khứ của em, anh chỉ yêu hiện tại của em thôi, anh yêu con người em, quá khứ của em là chuyện bỏ đi, không cần quan tâm nữa, thì chúc mừng bạn đã tìm được người đàn ông thật sự rồi. Còn nếu mà một cái người đàn ông mà quay lại nói với bạn là em tệ quá, hư đốn thế này thế kia, hãy nhìn thẳng vào mặt anh ta là anh nghĩ là anh tốt chắc. Đó, mọi người hãy nghĩ là nếu mà bạn yêu bao nhiêu mà yêu nhiều và chứng minh tình yêu bằng hình ảnh nè, bằng video nè, và cho người ta dùng mấy cái thiết bị này kia quay lại, dựng lại á, thì bạn đang giết chính cuộc sống của bạn, đang giết chính tương lai của bạn. Ngay cả việc là bạn có thể chống chế bằng cách là đã giải thích với người yêu mới rồi, người yêu mới có thể tha thứ cho bạn, nhưng mà xã hội ngoài kia và cái cảm giác mình bị tống tình, tống tiền á, nó khó chịu, nó đau đớn, nó cùng cực lắm. Ý có một bạn chia sẻ trên trên trang của Yến rằng là lúc mà ân ái á, anh người yêu nói là nếu mà em không cho anh quay lại chẳng khác nào em không tin tưởng anh. Xong cô này cũng kiểu là em tin anh nhiều lắm, nhưng người cái anh người yêu này đàn ông mà miệng lưỡi lắm. Vậy thì em chứng minh đi, anh quay lại chẳng để làm gì đó, để mỗi lần anh buồn á anh coi lại. Xong rồi cô này cũng kiểu còn nhỏ mà cũng còn trẻ, đồng ý luôn. Cái tới một ngày hai người chia tay, cái anh này nói là bây giờ em mà chia tay á là anh sẽ up lên trên mạng. Trong khi đó tiếp tục thì anh này cũng không thương vậy đó, anh này không quan tâm luôn, kiểu như là mình là một cái cục hàng quăng ở chỗ đó, giờ cục hàng đó đó không quan tâm thì nó vẫn nằm im ở đó, rồi cục hàng đó đó không cần quan tâm, không cần yêu thương, không cần gì đó, không dám bỏ đi. Như vậy chẳng phải là mình giết cuộc sống của mình, mình giết tương lai của mình. Chẳng thà như thế này, nếu mà rơi vào trường hợp đó, khi mình không có người yêu và khi ảnh không cho mình chia tay á, hãy về nhà tìm cách nói chuyện với mẹ mình. Thật ra rất khó đó mọi người, rất khó để mình có thể chia sẻ câu chuyện đó vì người lớn người ta không có chấp nhận. Nhưng mà hãy hỏi mẹ là mẹ có thương con không, người mẹ nào cũng thương con hết á, ngay cả người ta trân quý gia đình, bây giờ cuộc sống nó cũng sẽ phát triển hơn hồi xưa nhiều rồi, tư tưởng cũng thoáng hơn rồi, người ta chắc chắn là sẽ trân quý đứa con của họ nhiều hơn là những cái lời đàm tiếu bên ngoài. Hãy nói cho mẹ biết là con đang rơi vào trường hợp như vậy, mẹ mình sẽ cùng mình giải quyết câu chuyện, sẽ tìm cách cơ quan chức năng, chính quyền để giải quyết câu chuyện đó, mình có thể lấy lại được và mình có thể giúp đỡ bản thân mình. Còn đằng này nếu mà mình giấu giếm cái việc là mình đang bị uy hiếp, đang bị tống tiền như vậy và cố gắng tiếp tục cái mối quan hệ đó, thì chính mình đang tự giết chết tương lai của mình, đang tự giết chết cuộc sống của mình đó. Còn khi bạn có người yêu rồi và cái người yêu cũ của bạn á đem những cái thứ đó tống tình và tống tiền với bạn á, đầu tiên bạn phải thật thà nói với người yêu mới của bạn là bạn đã từng như vậy á. Nếu họ đủ thông cảm và thấu hiểu cho bạn á thì vui quá, còn nếu họ không rồi á thì hãy về vẫn là nói chuyện với mẹ, vẫn là để chia sẻ và tìm cách là lấy lại những thứ mà người ta đã ghi lại trước khi người ta tung lên trên mạng xã hội, tung lên các phương tiện truyền thông. Mọi người phải biết là cái cảm giác xấu hổ khi mà cái giây phút đó bị up lên, cái lúc đó thì mình thấy vui thôi, nhưng mà sau này mình nhìn lại mình sẽ thấy sợ hãi mình lắm, mình cảm thấy mình tệ bạc, mình cảm thấy mình ghê gớm mình luôn á, mình thấy kiểu vậy. Cho nên là trước khi những thứ đó được tung lên á thì hãy tìm cách giải quyết nó. Nhưng mà trước khi á thì chữa bệnh thì nó khó bằng phòng bệnh. Đừng bao giờ cho người ta dùng máy móc gì đó để quay hay ghi hình hay là chụp lại, làm như vậy là giết mình thật sự. Còn nếu bị hãm hại sao, có cách nào để mình tìm được cái điểm giới hạn của các cô gái? Hãm hại là như thế nào? Luôn hãm hại như kiểu cài đặt camera hay một cái gì đấy mà các cô hoàn toàn không hề biết. Vậy thì làm sao để cho các cô chúng ta nhận thức được cái chuyện là chúng ta đang đi tới đâu và đâu là giới hạn của mình? Thật ra con gái nhạy cảm lắm nha. Con gái nhạy cảm nhưng mà bị xui một cái là rất mù quáng. Yến vẫn nói đó là yêu 80 thôi.
tao 20% là nhận lại được là cái người nam đó như thế nào. Bạn yêu một cái bạn, một cái người đàn ông kiểu thật tệ, thật là sở khanh á, bad boy, bạn sẽ biết ngay là người đó như thế nào thôi. Bạn sẽ biết ngay là người đó ra sao thôi. Và lúc mà yêu á thì bạn phải nhìn thấy là bạn phải luôn phải cảnh giác. Bạn phải luôn kiểu là yêu thì yêu nhưng mà phải cảnh giác nha, phải cảnh giác thật là nhiều vào. Trong cái việc là, cái việc cảnh giác đó không phải là mình quan ngại về tình yêu của mình hay là mình không yêu thiệt lòng đâu, mình không yêu hết mình đâu. Nhưng mà cái cảnh giác là để giúp cho mình tránh vào những cái phiền phức sau này. Còn nếu mà bạn đã cảnh giác rồi, bạn đã đề phòng rồi mà vẫn xảy ra thì vẫn là tại vì bạn xui gặp một cái thằng vũ phu thôi. Và trước khi người ta, Yến có một cái như vậy nè, là những cái cô gái á, hãy dũng cảm lên. Trước khi người ta lật mặt mình thì hãy tìm cách lấy cái video đó về và lật mặt người ta trước. Hãy cho mọi người thấy, đừng có cái kiểu là ăn không được thì đạp cho hôi. Đừng có cái kiểu đó. Hãy cho mọi người thấy là mình đã từng có một cái mối quan hệ với một cái thằng rất tồi. Và public cái việc nó tồi, tồi như thế nào lên trên mạng xã hội luôn. Hãy làm rõ ràng mọi thứ để trước khi nó đánh được mình á thì nó đã không còn làm được gì nữa hết rồi. Và những cái người sau sẽ không có bị hại như vậy. Ngoài việc mình bị hại thì cái người tồi như cái thằng tồi như vậy nó sẽ đi hại những người khác nữa. Cho nên là bảo vệ mình xong thì hãy giúp mình, giúp những cái cô gái ngoài kia phòng tránh những cái người như vậy. Liên lạc với lại cơ quan chính quyền. Nếu bạn đã đủ trưởng thành rồi và đủ lớn rồi thì hãy liên lạc với cơ quan chính quyền để tìm cách giải quyết, để tìm cách lấy lại được cái đoạn đó, lấy lại được cái công cụ đó. Thật ra là tìm được á mọi người, thật ra là mình liên hệ với cơ quan chức năng và chính quyền thì mình sẽ giải quyết được thôi. Chẳng qua là vì mình sợ xấu hổ, chẳng qua là mình sợ bị dị nghị, bị gièm pha. Nhưng bạn phải hiểu là nếu nó thật sự up lên trên mạng xã hội thì cái tốc độ lan truyền nó chóng mặt đến độ là bao nhiêu năm về sau bạn cũng sẽ không bao giờ xóa đi được. Cái việc mà ví dụ như là sét đi ha, mình cũng từng nói về sét rồi. Thì nó không có ghê gớm gì, nó chỉ là một cái giống như đồ ăn á mọi người. Nó là một cái món ăn về tinh thần thôi, không có gì phải xấu hổ hết. Nhưng mà khi mình đem cái việc sét đó cho nhiều người coi á thì mình xấu hổ không phải đời mình đâu, đời sau này nữa. Và tất nhiên cái video đó sau này với một cái từ khóa nào đó sẽ tìm ra á, thì mình xấu hổ với con cháu mình lắm. Cho nên là trước khi nó xuất hiện thì dẹp hết mọi cái sĩ diện, mọi cái định kiến gì đó, tìm cách lấy lại được. Nhờ cơ quan chức năng vào, nhờ cha mẹ của mình nhảy vào, nhờ anh chị em vào. Gia đình mình sẽ không bỏ mình đâu. Gia đình mình là cái nơi yêu thương mình vô điều kiện, mà sẽ có chửi mình, sẽ mắng, sẽ la mình, nhưng mà sẽ tìm cách để giúp mình, để lấy lại được và để phòng chống những cái giai đoạn đó trước khi mà mình bị xấu hổ. Và xấu hổ dài, thật dài. Và về sau này, bạn có biết là, trong này phải hiểu là khi mà cái những cái video nhạy cảm nó up trên mạng xã hội á, nó không có chỉ ảnh hưởng về cuộc sống đâu, nó ảnh hưởng về cả sự nghiệp, về cả tương lai và cả tinh thần của bạn nữa. Bạn lúc nào cũng ám ảnh là ra đường á, bình thường bạn thấy một cái người nhìn bạn thì bạn sẽ kiểu kệ họ và đi luôn. Nhưng mà lỡ xảy ra chuyện đó thì một cái người nhìn bạn làm bạn cảm giác là người ta đang tọc mạch bạn, người ta đang xăm soi vào người bạn, tại vì bạn không biết là người ta có coi chưa, nhưng mà bạn mặc định là người ta đã coi cái video đó rồi. Rồi bạn ra đường mình thấy người ta, một cái người nào đó cười với bạn thì bình thường người ta cười với mình, mình sẽ cười lại, kiểu cười chào hỏi. Nhưng mà khi mà lỡ cái video phát tán lên rồi á thì người ta cười với bạn, bạn sẽ kiểu là người ta đang mỉa mai mình. Mọi thứ, cuộc sống của mình sẽ sụp đổ. Cho nên trước khi những thứ đó xảy ra, hãy lấy lại nha. Hãy lấy lại và hãy giúp bản thân mình sống tốt hơn. Quan trọng là hy vọng là những chị em chúng ta cần phải cảnh tỉnh tinh thần mình thật kỹ. Yêu thì yêu thôi đó, nhưng mà mọi thứ đều phải có giới hạn cho mình. Và đến đây ngày hôm nay thì Thiệu Thanh Yến cũng đã chia sẻ rất là nhiều câu chuyện với rất là nhiều thắc mắc, rất là nhiều vấn đề khác nhau. Nhưng chúng tôi vẫn tin là mỗi người đều sở hữu một câu chuyện khác nhau. Thế nên sẽ không ai giúp được cho tất cả các bạn tốt hơn bằng chính bản thân mình. Hy vọng là với câu chuyện của người yêu cũ đây, với rất nhiều vấn đề như vậy, chúng ta vẫn sẽ tìm cho mình một cái lối thoát, một cách giải quyết phù hợp nhất với bản thân mình, để chúng ta có thể dẹp tạm người cũ qua một bên để chúng ta tận hưởng người yêu mới nha các bạn nha. Thật ra là nếu mà mình không có quên được người cũ, không quên được người cũ 1, 2, 3, 5 năm rồi, không quên được, thì Yến đảm bảo với bạn không có một người nào tốt xuất hiện trong cuộc sống của bạn. Khi bạn cứ mãi ủy mị, khi bạn cứ mãi nhớ nhung về cái hình bóng cũ. Nếu bạn không quên được cái kẻ khốn nạn sở khanh trong cuộc đời bạn mà bạn đã từng đi qua, thì hoàng tử đời bạn chắc chắn sẽ không bao giờ xuất hiện. Đừng hy vọng mình sẽ trở thành công chúa nếu mình không quên được kẻ ăn mày và gặp hoàng tử. Đó. Và bạn muốn gặp hoàng tử hay là muốn là một cái kẻ ăn mày quá khứ, đó là do bạn quyết định và bạn chọn. Và phải nhớ là
mọi thứ sẽ đi qua, sẽ tốt hơn, sẽ đẹp hơn nếu bạn muốn, và hãy từ từ từng bước một để mình có thể tốt hơn. Không vội được, không nhanh được, hãy từ từ thôi rồi mọi thứ cũng sẽ qua nha. Với câu chuyện về người cũ thì có một câu mà nghe vừa đau nhưng có thể vừa mừng, đó chính là không gì là mãi mãi. Thế nên hy vọng với cái điều này thì các bạn chúng ta sẽ tìm cách để tự vượt qua, tự vực dậy chính bản thân mình, yêu bản thân mình nhiều hơn và tìm một người cũng yêu mình y như vậy. Cảm ơn tất cả các bạn đã cùng theo dõi Tâm Tình Phải Đẹp số này. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.